trên cái phần mềm chat.com nhá. Thế thì đấy là những cái yêu cầu trong cái buổi học hôm nay của chúng ta. Thế thì về cái nội dung đầu tiên đó là về đòn phối hợp. Thì cô muốn hỏi các bạn là buổi hôm trước thì những cái bài tập mà cô giao về nhà cho các bạn thì các bạn đã thực hiện đủ chưa nhỉ? Chẳng hạn như là chúng ta đã học thuộc khai cuộc chưa? Thế là bài để đâu vẫn để nguyên ở chỗ đó đúng không? Chưa thuộc đúng không nào? Không có một ai trả lời cô cả thì chắc là không học hành gì cả rồi. Về nhà vẫn để nguyên ở đấy. Và thật ra thì các bạn cũng, cô cũng rất là thông cảm với các bạn và cũng thấy là mình cũng phải chấp nhận thôi. Bởi vì nào, khi mà các bạn học để các bạn thi nhưng mà các bạn lại không thực hành, thi thì chúng ta chỉ ở phần lý thuyết thôi. Còn thực hành, nếu như thực hành thì các bạn sẽ phải dùng những cái thế cờ mà các bạn học thuộc. Khai cuộc để thi đấu, áp dụng vào phần thi đấu và đánh giá. Thế nhưng mà vì là chúng ta không có mặt cùng với nhau, cho nên cái nội dung này thì rất là khó khăn để chúng ta thực hiện. Vì vậy mà những bạn nào mà học ấy, thì khi mà chúng ta có cơ hội được đánh cờ thì chúng ta sẽ thực hiện tốt hơn và có nhiều cái cách xử lý hơn trong cái ván cờ của mình. Còn những bạn nào mà không học á, học chỉ để chống đối để lấy điểm thôi á, thì chúng ta cũng chỉ cần lưu lại, sau đấy là khi mà kiểm tra thì chúng ta lôi ra thôi. Vì thế mà cái vế thứ hai này là cô phải chấp nhận. Và các bạn cũng phải cố gắng để làm sao mình có một cái kiến thức nó hoàn chỉnh về cái môn cờ vua nhá, chứ đừng lười quá. Nếu lười quá thì sau học rồi, kiểm tra rồi mà lỡ có ai hỏi đến thì mình chẳng biết gì. Thế mà tại sao em lại có điểm? Bởi vì là lúc đấy thì em có tài liệu em dở thôi, chứ còn em bây giờ em chả nhớ gì nữa. Thì lúc này là cái kiến thức của chúng ta nó bay hết. Một lát nữa thì chúng ta sẽ quay lại cái phần đó ở cái phần thực hành. Cô sẽ đưa ra một cái số cái thế cờ để chúng ta thực hiện. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái nội dung đầu tiên, đó là đòn phối hợp. Trong cờ vua thì đòn phối hợp là gì? Thì các bạn lưu ý này, đòn phối hợp nó giống như là một một trận đánh cục bộ. Ví dụ như là ở một điểm nào đó trên cái mặt trận đang diễn ra một cái cuộc chiến đấu rất là gay go, ác liệt. Thì cái chỗ đấy người ta gọi gọi là mình sẽ sử dụng cái đòn nào đánh, cái cách đánh như thế nào để mình giành được chiến thắng. Ví dụ như bây giờ là chúng ta dập dịch COVID chẳng hạn. Ở ở trên đất nước này mình đang có một điểm nóng về COVID, thì ở đó sẽ dồn tất cả toàn lực vào mọi cái phương tiện, rồi huy động lực lượng, rồi huy động về nguồn lực, rồi nói chung là tất cả để xử lý và giải quyết cái chỗ đó. Thì trong cờ vua cũng vậy, đòn phối hợp cũng giống như là một cái phương tiện để chúng ta xử lý cái điểm nóng trong một cái ván cờ của chúng ta đang diễn ra. Ở cánh hậu, ở cánh vua, ở trung tâm của bàn cờ, trong những cái điểm đó thì chỗ nào là nóng, chỗ mà đang diễn ra những cái cuộc chiến đấu gay go, giằng xé giữa các quân, chiến đấu giữa các quân với nhau, đang tranh giành, tranh chấp và các ô cờ với nhau, thì cái điểm đó là điểm nóng và chúng ta phải sử dụng các cái đòn đánh hết sức là đặc biệt. Thế thì trong cờ vua thì mục đích chúng ta học đòn phối hợp, thứ nhất là hiểu và thực hiện một số đòn phối hợp cơ bản trong cờ vua. Thứ hai là nắm được cái nguyên tắc một số tàn cuộc cơ bản như tàn cuộc xe, tàn cuộc hậu, tàn cuộc tốt, thực hiện một số thế cờ chiếu mat. Thì hôm nay cái phần
cái phần này thì cô sẽ bỏ qua, chúng ta sẽ không thực hiện vì chúng ta sẽ chỉ đi sâu hơn vào cái đòn phối hợp thôi, thực hiện một số thế cờ để chúng ta làm quen thôi. Rồi, ghi chép lại cái ván cờ mà mình đánh trong cái buổi học hôm nay. Thế thì đòn phối hợp là gì? Thì bây giờ cô và các bạn cùng đi vào cái khái niệm của đòn phối hợp. Đòn phối hợp là thế quyến bó buộc có thí quân, là một loạt các nước đi liên tiếp gắn bó với nhau một cách logic. Tức nghĩa là như thế này các bạn này, là một thế biến bó buộc, tức nghĩa là một anh chiến đấu thì phải có mấy anh ở đằng sau bảo vệ. Thì người ta gọi đó là bó buộc, tức nghĩa là ba cái quân này cùng là một nhiệm vụ chiến đấu. Chẳng hạn tôi muốn đánh cái điểm F thì tôi phải chuẩn bị là có bao nhiêu quân đánh cái điểm F đó. Và trong ba cái quân mà tôi chuẩn bị để đánh cái điểm F đó thì tôi phải hy sinh một quân. Hy sinh một quân để lôi kéo, hy sinh một quân để giải tán, hy sinh một quân để làm cho quân đối phương rơi vào một cái tình thế khó khăn. Thì lúc này người ta gọi cái việc đó là đòn phối hợp. Ba bốn quân của ông cùng phối hợp để chiến đấu. Và trong ba cái bốn quân đó thì tôi sẽ phải hy sinh một con để làm sao giành được cái ưu thế. Hy sinh ở đây không có nghĩa là mình khi mình hy sinh là mình thiệt. Tôi hy sinh một quân xe chẳng hạn thì tôi sẽ giành được thế cờ là chiến thắng. Tôi hy sinh quân hậu chẳng hạn, tôi sẽ giành được thế cờ chiến thắng. Tôi hy sinh quân tốt chẳng hạn, tôi sẽ giành được ưu thế trong cái thế cờ này. Như vậy thì các bạn thấy là khi mình hy sinh thì mình lại đạt được cái lớn hơn cái mình hy sinh thì mình mới thực hiện, và đó người ta gọi là đòn phối hợp. Thế thì các đặc tính của đòn phối hợp là như thế nào? Đặc tính ở đây là gây bất ngờ và đột ngột. Đòn phối hợp có giá trị thẩm mỹ cao. Cái đẹp trong nghệ thuật chơi cờ luôn được thể hiện trong hình thức khác nhau, nhiều hình thức khác nhau, như là thí quân sẽ dẫn đến thua về lực lượng. Nhưng chính nhờ sự thí quân đó mà chúng ta tạo ra những sự bố trí quân bất lợi cho đối phương và giành được thắng lợi sau những cái nước phản công mãnh liệt đó, hoặc sau những cái nước thí quân đó, thì được gọi là đòn phối hợp nhá. Thế thì mục đích, yêu cầu của bài học, mục đích của đòn phối hợp là gì? Để đạt được thế cờ chiếu mát, hoặc là hòa cờ, hoặc là ưu thế về lực lượng, hoặc là về thế trận, thì chúng ta mới ra đòn. Người ta bảo là ra đòn, tức là khi tôi ra một cái đòn đá nào đó thì tôi phải đạt được cái mục đích của tôi thì tôi mới ra. Còn nếu tôi không đạt được mục đích thì tôi không sử dụng cái đòn đó. Ở cái tình huống này, tôi có thể sử dụng đòn đá bằng chân chẳng hạn, ở trong võ taekwondo chẳng hạn. Nhưng nếu như mà nó xảy ra một tình huống là nó rất là bất ngờ, rồi là xảy ra là khi mình thực hiện cái đòn này thì đối phương nó sẽ bị như thế nào, mình sẽ đạt được một điểm, hoặc là mình sẽ kéo được cái thế cờ về thế cờ hòa, hoặc là mình đạt được ưu thế trong cái lực lượng hoặc thế trận. Lực lượng ở đây có nghĩa là gì các bạn này? Lực lượng có nghĩa là nếu mình hy sinh một quân xe mà mình ăn được họ hai quân mã, một quân tượng, một quân tốt chẳng hạn, như thế là mình ưu thế về lực lượng. Mình chỉ mất một quân thôi, mặc dù quân đó là quân to, quân bằng 5 điểm, nhưng khi mình ăn được hai quân mã là đã được 6 điểm rồi, một quân tốt đã được 7 điểm rồi, đúng không? Thêm một quân tượng nữa là 10 điểm rồi. Thế thì khi mình mất một con 5 điểm nhưng mình ăn được 10 điểm. Đó, mà cái 10 điểm này không những là một quân mà 10 điểm này là của 5 quân, của 4 quân. Thế thì cái việc mà mình ăn được nhiều hơn đó người ta gọi là hơn về lực lượng. Còn hơn về thế trận là như thế nào? Ở đây thế trận thì người ta nói này, khi mình ăn một quân của đối phương mà mình lôi kéo đối phương vào một cái thế cờ bất lợi, mình có thể tìm cách để chiếu mát đối phương được, thì đó là thế trận. Thì không có nghĩa là gì khi mình ra một cái đòn đánh, sau đấy là mình với ớ người ra là ôi chết chết rồi, cô bảo là thí quân thì mình thí quân, nhưng mà cuối cùng mình chẳng biết là mình thí quân mình được cái gì, thế là đối phương ăn mất của mình rồi,
À, thế thì đấy là một cái đánh người ta gọi là thí nhưng không có thực sự tính toán. À, mình cho đối phương ăn nhưng mà mình phải đạt được cái một mục đích nào đó. À, thì lúc này mình mới mới thực hiện nhá. Thì đấy là cái mục đích của đòn phối hợp. Thế thì chúng ta sẽ đi vào cái đòn phối hợp đầu tiên, đó là đòn thu hút. Đòn thu hút thì khái niệm là một đòn phối hợp thu hút quân đối phương vào một ô cờ bất lợi, sau đó tấn công vào cái quân đó à, để chiếu mát. Chẳng hạn thì các bạn nhìn lên bàn cờ thì đây là một cái thế cờ mà các bạn thấy là sự bố trí của các quân à, trên bàn cờ tương đối là các bạn nhìn thấy thì chúng ta thấy là bên đen nó đang tấn công bên trắng đấy, đúng không? Bên đen nó đang tấn công bên trắng đấy, nhưng trong cái trường hợp này thì người ta nói là bên trắng sẽ thực hiện như thế nào để có thể giành được chiến thắng. Thì bây giờ nhá, cô với các bạn sẽ tạm dừng ở cái phần này và chúng ta sẽ đi đến cái bàn cờ, Cô ơi, sau đó chúng cô ta cho chuyển. bạn trước mà lớp vậy, bạn ấy vừa bị áo ra vì do bạn lát ạ. Ok. À, chúng ta sẽ đi vào cái phần tiếp theo. Đó là bàn cờ, chúng ta chuyển những cái thế cờ này ra bàn cờ để chúng ta cùng nhau phân tích trên cái bàn cờ thì nó sẽ dễ dàng hơn. Chờ cô một chút xíu. Rồi, các bạn đã nhìn thấy cái bàn cờ trên bảng của cô chưa ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái đòn phối hợp đầu tiên, đó là đòn thu hút. Đòn thu hút được có một thế cờ điển hình như thế này. Các bạn sẽ nhìn và chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện. Rồi, chúng ta có một thế cờ như thế này. Và các bạn sẽ nhìn lên bàn cờ, chúng ta cùng phân tích, sau đó chúng ta sẽ thực hiện yêu cầu là trắng đi trước và thắng. Ở đây
chúng ta làm thế nào để có thể bên trắng thắng bên đen một cách nhanh nhất? Nhìn lên bàn cờ thì chúng ta thấy là quân vua của bên trắng là hình như là đang bị đối phương ép, đúng không? Ép xuống, quân của bên đen kéo đến rất là nhiều cái khu vực quân vua của bên trắng rồi. Và xét về mặt lực lượng thì chúng ta thấy hai bên đang tương đối cân bằng nhau. Trắng có hậu, đen cũng có hậu, trắng có xe, hai đen cũng có xe, trắng mã, đen có mã, trắng thì có ba con tốt, đen thì có bốn con tốt liền. Thế thì về lực lượng thì bên đen đang hơn bên trắng một con tốt. Thế thì bây giờ làm thế nào để có thể chiến thắng bên đen một cách nhanh nhất? Nào, các bạn sẽ cùng nhìn vào và cho cô một ý kiến xem. Đến lượt trắng đi thì các bạn sẽ đi đâu để chiến thắng được quân của bên đen nhanh nhất? Hậu H3. Theo ý của bạn Thuận hả? Ý Vâng. Hữu Thuận thì Thuận sẽ đi hậu H3. Khi mà mình thực hiện nước đi của con hậu lên H3 thì các bạn thấy là gì? Con vua nó ăn được con hậu, đúng không? Mà không có con nào bảo vệ được con hậu cả. Cho nên khi mà mình đi H3 ấy, thì chúng ta thấy là nước một nước đi mà bắt buộc con vua đối phương phải ăn. Con vua đối phương không còn cách nào cả. Tôi chiếu, dùng hậu để chiếu. Và tại sao, đặt ra một câu hỏi, tại sao ông lại chiếu ở đấy? Chiếu mà để tôi có thể ăn được ấy, thì tại sao ông lại ăn? Bởi vì quân hậu là quân rất là to. Thế thì đã chắc chắn đi cái nước H3 này chưa? Nếu như đối phương bắt buộc phải ăn thì như thế nào? Điều gì sẽ xảy ra? Mã chiếu hết cờ. Mã đi xuống đâu nhỉ? Mã F2. Đúng rồi. Quân mã này sẽ đi F2 chiếu vua hết cờ. Mặc dù tôi cho ông ăn con hậu, nhưng tôi cho con anh ông ăn con hậu, ông tưởng là ngon lắm. Thế nhưng không ngờ là tôi đi con hậu vào đấy để nhử cho ông ăn, để lôi ông vào cái ô đó. Vì khi ông đứng ở cái ô đó thì tôi có khả năng chiếu bằng mã, và con mã của tôi nó sẽ kiểm soát tiếp cái ô mà ông có thể vừa mới đến. Vì vậy mà khi mã này chiếu vua này, vua không chạy lên đây được nữa, bởi vì ở vị trí này con mã nó sẽ kiểm soát hai ô liền. Đúng không? Con vua không thể đi xuống dưới này được, bởi vì trong cờ vua thì hai con vua không bao giờ đứng cạnh nhau. Đấy. Vì vậy mà đến lúc này thì con hậu, con xe, con mã cũng không giải quyết được việc gì cả. Cũng không thể giúp được con vua, vì con vua rơi vào một cái tình huống là gì? Ông không còn một lối thoát nào hết. Và người ta gọi đó là thu hút, tức là tôi thí quân để tôi nhử ông vào một cái vị trí bất lợi, sau đó tôi tìm cách chiếu mát đó. Thế thì cái điều này không có nghĩa là khi mình nhử nó rồi mình mới tìm cách chiếu mát đâu, mà trong đầu mình đã có sẵn những cái thế cờ chiếu mát khi nó đứng ở đấy rồi thì lúc này mình mới thí, các bạn nhớ chưa nha, chứ không phải là tôi lôi ông vào đấy đã rồi tôi mới tìm cách tôi chiếu mát. Thì lúc này ông không kịp đâu, bởi vì nó có rất là nhiều tình huống xảy ra. Chứ ông đừng nghĩ là tôi lôi ông vào rồi tôi mới tìm cách chiếu mát, mà tôi đã có sẵn rồi tình huống là nếu ông đứng ở đấy thì tôi sẽ chiếu mát ông ở đâu rồi, thì lúc đó tôi mới nhử ông vào, đúng không? Thì tôi bảo là tôi lôi ông vào nhà tôi xong để tôi tóm được ông, nhưng hóa ra là khi lôi ông ấy vào nhà, mời ông ấy ăn uống no nê rồi thì ông ấy lại có cánh, ông lại bay vù qua cửa sổ mất. Thế thì lúc này là hỏng rồi, đúng không nào? Thế thì chúng ta phải bao giờ cũng ta chúng phải phải chốt trước, trong suy nghĩ chúng ta, trong cái tính toán của chúng ta là chúng ta đã chốt thế cờ chiếu mát rồi, lúc này tôi mới lại tìm cách để lôi nó vào cái chỗ mà tôi có thể chiếu mát được đó. Thì đấy người ta mới gọi là đòn phối hợp, và mình nghĩ được trước cái điều đó thì mình mới thành công, còn mình chưa nghĩ được trước cái điều đó thì mình không hề thành công đâu các bạn ạ. Mình lại thành ra là thí quân mời ông sơi, chứ không phải là âm mưu.
âm mưu là khi tôi đưa ông vào mà tôi tiêu diệt được ông thì mới được gọi là âm mưu. Còn khi tôi đưa ông vào mà tôi không tiêu diệt được ông, tôi lại còn thiệt thòi nữa thì gọi đó là sai lầm. Nhá. Thì đấy là cái đòn phối hợp thứ nhất. Người ta được gọi là đòn thu hút. Và trong khi đánh cờ thì các bạn thấy là nó cũng xảy ra rất là nhiều cái tình huống mà có thể là sử dụng, sáng tạo và thiết kế được cái đòn phối hợp. Vì vậy mà chúng ta phải đánh chậm thôi. Để khi nào những cái căng thẳng nó xảy ra, khi nào những cái quan trọng nó đến thì mình sẽ sử dụng cái trí thông minh để kiến tạo ra một cái đòn phối hợp và thực hiện nó để giành được chiến thắng. Thì như vậy người ta mới gọi là gì? Cờ vua nó không có đáp án, không có đáp án cho bất cứ một cái thế cờ nào cả, kể cả ông đưa ra các nguyên tắc, các nguyên lý nhưng ông cũng không thể nào áp dụng được vào thế cờ của mình đúng y như hệt 100%. Bởi vì cái thế cờ này đối phương nó đi khác, mình sẽ có thể nghĩ ra những nước đi khác không giống hệt thế cờ nào với ván cờ nào với ván cờ nào cả. Chỉ có là mình áp dụng vào nó, mình điều khiển nó theo hướng đó thôi nhá. Thì các bạn thấy là qua cái một cái ví dụ nhỏ bé như thế này thôi thì chúng ta đã thể hiện được là một cái tính chất của cái đòn phối hợp nó rất là quan trọng. Nó hy sinh cái quân to để nó lôi kéo quân đối phương vào một cái vị trí bất lợi và mình giành được chiến thắng. Đó là sự hy sinh của quân Hậu đã có lợi ích rồi, đúng không? Ông hy sinh quân Hậu mà ông không được cái gì là gọi là ông ngu ngơ tơ lơ mơ rồi đấy. Còn nếu ông hy sinh một quân mà ông đạt được một cái thế cờ ưu thế hoặc là chiến thắng thì đó mới gọi là đòn phối hợp. Chúng ta sẽ đi sang một cái ví dụ nữa và được gọi là đòn đánh lạc hướng. Được gọi là đòn đánh lạc hướng. Đòn đánh lạc hướng, một cái ví dụ điển hình như sau. Đây là một cái ví dụ ví dụ là đây là một ván cờ đang còn rất là căng thẳng. Tính về số lượng quân thì các bạn thấy là hai bên hầu như là cân bằng nhau, đúng không? Bên trắng thì cũng còn một con hậu nữa, cô đang còn xếp thiếu. Đúng rồi, là chúng ta vẫn có một con hậu. Trắng có hậu, có tượng, có mã, có xe đầy đủ. Thiếu một mã thì đen thì là thiếu một tượng. Trắng thì có 2, 4, 6 tốt. Đen thì có 2, 4, 6, 7 tốt. Đó, đen đang hơn một tốt. Và cái thế cờ này thì người ta lại yêu cầu là bên trắng, xin lỗi, là đen đi trước và thắng. Đen đi trước và thắng các bạn nhé. Làm cách nào thì đen có thể chiến thắng?
Quân trắng. Nhanh nhất. Và người ta gọi là đòn thu hút. Đòn thu hút ở đây có nghĩa nó giống như là, à xin lỗi, là đòn đánh lạc hướng. Đòn đánh lạc hướng ở đây trong binh pháp Tôn Tử ấy các bạn ạ, thì người ta hay gọi là dương đông kích tây. À, mình giả vờ chỗ nọ nhưng mà mình lại đánh ở chỗ kia. À, hoặc là mình sẽ nhử đối phương để rủ đối phương, để lôi kéo đối phương đến những nơi mà bất lợi nhất. Sau đó là mình sẽ gì? Ra đòn phối hợp hoặc ra đòn để chiếu mát. Thế thì các bạn ngay từ đầu ván cờ này thì các bạn cảm giác như là quân vua bên trắng cũng đang an toàn. À, quân vua bên đen thì chưa nhập thành, chưa đưa vào vị trí an toàn. Nhưng quân của bên đen có ưu thế hơn là tập trung ở trung tâm bàn cờ và cánh vua nhiều hơn. À, đều hướng về cánh vua của bên trắng. Quân của bên trắng thì tập trung hướng về trung tâm nhiều hơn. Trung tâm là ở khu vực giữa bàn cờ này các bạn này. À, còn bên đen thì nó hướng về là quân mã nó cũng hướng về này. Quân hậu cũng tấn công này. Quân tượng cũng tấn công này. Thế là tất cả những cái quân của bên đen nó đang hướng mũi tấn công về cánh vua. Còn bên trắng thì nó chỉ đánh thẳng thôi. Vua, hậu, tượng, mã đây thì đều tập trung về hướng là khu vực trung tâm của bàn cờ. Đó. Thế thì với những cái tình huống như thế này thì các bạn thấy là người ta nói là bên đen đi trước, bây giờ là đến lượt đen đi nè. Đen đi, làm thế nào để đen có thể chiến thắng được bên trắng nhanh nhất? Mã F3. Đi đâu? Mã F3. Mã F3. Ăn tượng. À, mã chia tượng F3. Nếu mã chia tượng F3 ở đây với chiếu vua thì lúc này nếu mà xe ăn lên thì sao em? Thì hậu H2. Hậu H2 thì vua nó sẽ di chuyển sang F2. F2 mình có mã vua nó di chuyển sang F1. Vua nó đang ở xe nó ăn con này rồi, mã nó ăn đến đây, xe nó ăn lên thì hậu vào đây thì vua nó sang đây. À, với một cái tính chất chúng ta đang học đó là đòn phối hợp. Thế thì đòn phối hợp là một cái thế biến bó buộc có thí quân. Có thí quân nhé các bạn nhé. Tức nghĩa là đây là mình sẽ phải cho đối phương ăn một quân thì mình mới lôi nó vào cái vị trí bất lợi được. Cô thấy một số bạn là camera đang đi rất nhiều hướng mà không tập trung vào cái vị trí của mình. Là không biết là có còn ở đấy nữa hay không. Hoặc là tắt camera. Đấy, thì chúng ta bật camera lên cho cô nhá và chúng ta sẽ tập trung vào cái bài học của mình, bởi vì đây cũng là những cái thế cờ mà sau này chúng ta có thể là thi. Vì vậy mà các bạn sẽ hết sức lưu ý nhá. Thế thì ở cái thế cờ này thì người ta thực hiện như thế này các bạn này. Mình phải luôn luôn ấn mạnh vào con vua của họ, tức nghĩa là tập trung nhanh chóng, gọi là áp đảo con vua ngay lập tức, ngay từ đầu, để lôi kéo nó ra ngoài và tìm cách chiến thắng, thu hút, lôi kéo, đánh lạc hướng bằng cách là hậu chia H2 ngay lập tức, để nó không có cơ hội nó di chuyển sang cái hướng bên này nữa, nó không có đường để trốn nữa. Và ngay lúc này đây thì bắt buộc họ phải ăn con hậu. Thế thì mình thí cái con hậu này, nếu như mà trong cái đầu mà mình chưa có một cái kế hoạch ấy thì không ai dám làm cả. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mình làm mà mình mất cái con hậu này đi là mình quá nguy hiểm. Lúc này là đang chiến đấu căng thẳng mà tự nhiên mình cho họ ăn con hậu, thì đây chỉ là một cái tình huống
ngay bây giờ thôi và bất ngờ thôi, tôi không hiểu tại sao ông lại cho tôi ăn. Đó. Thế nhưng đen người ta lại có một kế hoạch như sau: nếu tôi đi vào đây thì bắt buộc ông phải ăn, và lúc này tôi sẽ lôi ông ra ngoài, có thể tôi lôi về tận nhà nhà tôi cơ, sau đó là tôi tiêu diệt ông bằng cách là bắt buộc ông phải xơi. Và khi ông ăn cái con này á thì tiếp theo vua chia H2 lại, mã mới lại đi F3 chiếu vua. Nhưng lúc này đây là con mã đi F3 chiếu vua các bạn ạ, thì không có nghĩa là con xe nó chia tiêu diệt được con mã đâu, mà chúng ta phát hiện ra cái điều gì ở đây nữa các bạn nhỉ? Đúng rồi, ở đây cùng một lúc hai con cùng chiếu, chiếu đôi, chiếu đôi, đó là gì? Tôi đã mở đường cho tượng chiếu này, mã chiếu, vì vậy con xe này nó không thể tiêu diệt được con mã của tôi. Ông tiêu diệt được mã thì tôi vẫn có tượng chiếu, vì vậy bắt buộc con vua của ông phải di chuyển thôi. À, nếu như con vua mà di chuyển về vị trí này các bạn này, à, về cuối này, thì các bạn thấy điều gì sẽ xảy ra? Ngay lập tức chúng ta sẽ chiếu mát ở G gì? G3. G3 chiếu vua hết cờ luôn, thua luôn. Ok, vì vậy mà tránh cái nước chiếu này thì con vua nó không lùi về được, mà nó lại tiếp tục lại tiến lên. Và khi con vua của họ tiến lên H3 thì sẽ xảy ra là mã G5 chiếu tiếp. Mã G5 chiếu. Chúng ta có thể đi có hai con mã có thể chiếu các bạn nhé. Nhưng ở đây chúng ta chọn con mã ở F thì có hợp lý hay không? Thì các bạn lưu ý nha, mã G5 chiếu vua. Rồi, bây giờ bắt buộc con vua ấy, nó phải đi. Nó đi ra đây không được vì con tượng kiểm soát rồi. Nó đi ra đây hoặc đi ra đây. Thì các bạn lưu ý này, lúc này đây nếu mà nó sẽ có hai đường đi thì tôi sẽ chọn con mã ở đây thử xem. Nếu chọn con mã ở đây thì con vua này chỉ có một đường đi duy nhất thôi, đó là lên G4. À, tôi sẽ chọn cái con nào mà tối ưu hóa được cái vị trí của con vua đối phương. Nhưng nếu ở con này đi lên mà tôi thực hiện nước chiếu tiếp thì tôi sẽ bị mất quân đó. Cho nên là tôi sẽ không chiếu bằng cái con mã này, và tôi sẽ quyết định là chiếu bằng con mã là gì? F chiếu. Con vua của họ sẽ đi lên. Vua G4. Khi đi vua G4, tại sao họ không đi vào ô H? Bởi vì khi vào, nếu vào ô H thì các bạn thấy là con vua nó sẽ bị ép vào trong cái bờ tường ấy, thì nó rất là nguy hiểm. Vì vậy mà bao giờ người ta cũng đưa con vua người ta đi ra ngoài. Vua G4, H5 chiếu tiếp. Và khi H5 chiếu như thế này các bạn này, à mà vua của họ không đi sang đây được, không ăn mã được, đúng không? Không ăn tốt được. Họ cũng sẽ có cách là gì? Một là di chuyển sang ô H4. Nhưng nếu họ sang ô H4 thì chúng ta sẽ thực hiện nước nào ở đây các bạn? Ngay lập tức chúng ta sẽ đi tượng gì? G gì? Tượng G3 chiếu vua. Hết cờ luôn. Đúng không? Tượng G3 chiếu vua là không chạy đi đâu được nữa cả. Không ăn mã được bởi vì có con mã này bảo vệ. Không ăn tượng được vì có mã này bảo vệ. Không chui xuống được vì có con mã này. À, và không lên đây được bởi vì có con tốt. Cũng không ăn tốt được bởi vì có con xe. À, vì vậy mà họ không sang ô H. Bắt buộc họ phải chạy lên ô gì? F. Vua đi F5. Thì tiếp tục lại tốt G6 chiếu bắc, các bạn thấy không? Chiếu thì con vua đã từ ở trong nhà nó mà tôi sắp lôi sang nhà tôi được rồi. À, sắp chui vào nhà nhà tôi rồi mà không có con nào có thể cứu được cả. À, khi chiếu vua ở ở nước này thì con vua đối phương á họ cũng không lùi được về. À, lại tiến tiếp. Bắt buộc đều là những điều bắt con vua đối phương phải di chuyển thôi. Không có con nào động đậy nhúc nhích gì hết, đúng không? Và khi đến đây, vua đi
F6 thì tượng E7 chiếu tiếp. Tượng E7 chiếu. Vua đi G7. Họ có thể là lên đây. Nhưng nếu họ lên đây thì họ sẽ gặp nguy hiểm gì đây các bạn? Cờ từ nãy rồi. Tốt bên F6. Đúng rồi. Họ sẽ đẩy tốt lên. Họ sẽ đẩy tốt lên và chiếu mát luôn. Đúng không? Đó. Vì vậy mà họ không thể nào mà đi... đi e được, họ tiếp tục đi xuống để cố kéo dài cái nước sống của mình ra và định là tiêu diệt xe. Đến lúc này thì họ bên đen sẽ đi đâu? Vua G7 thì xe sẽ H7 chiếu tiếp và bây giờ ông chui vào nhà tôi rồi, không những nhà tôi mà ông chui vào trong lồng của nhà tôi rồi, đúng không? Đó. Khi chiếu tiếp thì con vua này chỉ còn một nước đi cuối cùng, đó là vua G8. Và khi đi vua G8 thì chúng ta sẽ chiếu mát như thế nào các bạn? Nước đi để có thể chiếu mát con vua bên trắng. Bây giờ tôi lôi ông ấy từ nhà ông sang nhà tôi rồi. Đấy. Tôi kéo được ông ấy đi đấy 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 sành sạch để sang nhà tôi rồi. Bây giờ còn một nước cuối cùng. Vừa F6. Đi quân nào? Mã F6 ạ. Mã đi F6 chiếu vua. Mã đi F6 chiếu vua. Hết cờ. Đủ F6. Có hết được không? Hết mà. Đúng rồi, chúng ta có một là mã đi F6 chiếu vua và vua này không còn một đường đi nào cả, không có con nào tiêu diệt được con mã của tôi cả. Xe con vua... cái mã. Sao? Xe mã. Xe F1. Đúng rồi, đây F1. Là không có con xe F1 là tiêu diệt con mã. Thế thì cái nước chiếu mát này là nước nào? Còn một nước thôi. Đi tỉnh nào? Đi đâu? Tỉnh ạ. Còn tượng á? Vâng. Tượng thì không thể chiếu được. Con tượng này nó đứng ở ô màu đen mà con vua đối phương nó đang đứng ở ô màu trắng kìa con. Là vừa nhập thành không? Chính xác. Đây là một nước đi mà các bạn bị quên lãng. Đó là nước đi nhập thành. Lúc này thì con vua của chúng ta chưa di chuyển. Nó đang đứng ở cột E đây các bạn này. Con vua này cũng chưa di chuyển một lần nào cả. Các ô giữa vua là các ô trống và không có quân của đối phương kiểm soát. Quân vua của chúng ta bên đen không bị chiếu. Vì vậy lúc này bên đen có quyền nhập thành. Đưa quân vua vào hai ô, đưa con xe sang. Và khi nhập thành như thế này thì con xe sẽ chiếu con vua đối phương và hết cờ. Đó, đây là một cái đòn thu hút, đòn đánh lạc hướng mà người ta thấy là điển hình nhất đã rất là lâu rồi và khi xảy ra cái thế cờ này thì các bạn thấy là có cảm giác là có khủng khiếp không ạ? Các bạn không thể ngờ được là đối phương nó kéo mình từ trong cái ngôi nhà ấm áp của mình mà nó kéo sành sạch sang nhà nó để nó tiêu diệt mình cả, mà quân của mình đứng yên tại chỗ, không có quân nào động đậy nhúc nhích để có thể cứu được mình cả, đúng không nào? Thế thì cờ vua đó là một cái nghệ thuật. Nghệ thuật này nó xảy ra ở trí thông minh của mỗi người và cách di chuyển các quân trên bàn cờ. Thế thì nó không có cái đáp án nào cả, không có một cái thế cờ, ván cờ nào nó giống hệt cái thế cờ này đâu các bạn ạ. Chỉ có một cái ván cờ duy nhất đã từ lâu lắm rồi nó mới diễn ra cái thế cờ này thôi. Và người ta lấy nó làm điển hình cho cái đòn gọi là đòn đánh lạc hướng. Nhá, thì đấy là một thế cờ mà các bạn thấy là khi chúng ta
đánh cờ vua, chúng ta tìm hiểu về cờ vua, chúng ta học cờ vua thì còn có rất nhiều cái mới lạ, có rất là nhiều cái thú vị, cũng như là những cái mà chúng ta thấy rằng là nó rất là ngạc nhiên. À, không ngờ, những cái không ngờ có thể làm được thì nó vẫn diễn ra. Chúng ta đi đến một đòn đánh nữa, đó là đòn thắt cổ, có một cái tên rất là khủng khiếp, đó, gọi là đòn thắt cổ, tức nghĩa là ở đây là tự chết, đúng không các bạn? À, đòn tự chết, bắt buộc ông phải tự chết, à, thì được gọi là thắt cổ. Một cái thế cờ điển hình của cái đòn thắt cổ như sau. Đây, đây là một cái đòn phối hợp mà nó cũng tương đối đơn giản hơn cái đòn thu hút của chúng đánh lạc hướng của chúng ta trước đó. Vì ở đòn phối hợp này thì cái thế cờ tương đối là ít quân. À, nhưng mà chúng ta đánh giá một điều này, nhìn lên bàn cờ thì các bạn thấy bên nào mạnh hơn các bạn? Về vật chất, về ưu thế về vật chất thì bên đen hơn. Vì con xe nó mạnh hơn con mã. À, về thế trận thì bên đen cũng cảm giác là bên đen cũng hơn. Vì sao? Vì là các quân hậu và quân xe của bên đen đang rất thuận lợi để tấn công vào con vua của bên trắng. Có khả năng là nếu như mà đến lượt đen đi thì đen nó đi xuống đây này, chiếu vua hết cờ luôn. Họ có con hậu có thể ngăn chặn được thì tôi sẽ ăn hậu sang và chiếu mát hai nước. Chỉ cần hai nước thôi là bên trắng thua nếu như bên đen đi trước, đúng không? Thế thì ở đây người ta lại có một cái câu hỏi là gì? Trắng đi trước và thắng. Trắng đi trước và thắng. Đó. Thế thì theo các bạn thì trắng sẽ đi đâu để giành được chiến thắng ở thế cờ này? Đi đâu? Mã F7. Mã F7 chiếu vua. Theo các bạn thì đi cái nước mã F7 này thì nó sẽ xảy ra cái tình huống như thế nào nhỉ? À, nếu một là xe ăn lên, hai là nó chạy vua, đúng không? Xe nó không ăn thì nó đưa vua ra. Thế bây giờ chúng ta giải quyết cái phương án là nếu xe nó ăn lên thì sẽ xảy ra điều gì các bạn? Hậu đi C8 chiếu vua và bắt buộc là gì? Xe đi F8 và hậu chia F8 chiếu vua hết cờ, đúng không? Lúc này là hết. Thế nhưng nếu mà họ không đi, à, họ không ăn mã mà họ di chuyển xe ra và vua ra thì sao? Mã đi đâu? Lùi lên H6 chiếu tiếp. Mã H6 chiếu vua. Và lúc này thì các bạn thấy là khi đi con mã H6 để chiếu quân vua đối phương ấy, thì chúng ta thấy ở trường hợp này chúng ta có hai quân cùng chiếu. Vì vậy mà con tốt này nó không ăn được con mã, đúng không? Con xe này nó cũng không lên nó che cho con vua được. Vì ông che con hậu thì tôi vẫn có con mã chiếu, mà ông tiêu diệt con mã thì tôi vẫn có con hậu chiếu. À, cho nên lúc này là bắt buộc con vua của họ phải di chuyển vào phía trong. Rồi, tiếp theo.
hậu hậu xuống bắt tướng luôn à? Bắt á? Bắt sao được? Hậu trắng xuống. Xuống đâu? G8 chiếu tướng luôn à? Nước đi này là một nước đi quyết định, đó là hậu G8 chiếu vua hết cờ. Nhưng ở đây tôi biết là chưa hết. Tôi biết là chưa hết, mặc dù là khi tôi chiếu ở đây thì con vua của họ không thể ăn được, và lúc này muốn cứu con vua ấy thì bắt buộc họ phải sử dụng con gì các bạn? Xe chia hậu. Xong. Và bây giờ mã xuống hết cờ ạ. Mã xuống. F7 hết cờ. Đúng rồi, mã F7 chiếu mát. Thế thì cái ý nghĩa thắt cổ ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là tôi không muốn quân xe ăn đâu, quân xe vào đấy là tôi tự nhốt quân vua vào, tôi tự cột quân vua của tôi vào trong một cái cột đình rồi. Tôi cột con vua rồi, tôi nhốt con vua vào rồi, tôi khóa con vua lại rồi, con vua không thể có một nước nào để di chuyển. Trong khi đó họ sẽ chiếu bằng mã. Và lúc này thì các bạn thấy rằng mình phải tự chết, đi tự đi vào chỗ chết, tự ăn quân của đối phương và nhốt con vua của mình lại cho họ chiếu mát. Còn nếu ở cái thế cờ này các bạn này, khi mà mình mất con hậu rồi thì các bạn thấy đánh giá thế cờ, nếu chỉ là so sánh về số lượng quân hoặc là về chất lượng thì chúng ta thấy là bên đen 100% là mạnh hơn bên trắng rồi. Bên trắng chỉ có 30% thôi. Đúng không? Thế nhưng tại sao bên trắng lại thắng? Tại vì cái thế cờ ở đây nó rơi vào một cái thế cực kỳ bất lợi cho bên đen. Mặc dù bên đen có rất nhiều quân mạnh, nhưng những cái quân đó nó đều đứng ở tư thế bất lợi và không có giúp ích được gì cho quân vua cả. Thì lúc này bên trắng lại ưu thế là gì? Có lợi thế khi quân trắng đang đứng ở những cái vị trí mà có khả năng chiếu và kết thúc ván cờ. Đó là mã đi F7 chiếu vua hết cờ, trắng thắng. Thế thì đấy là ý nghĩa của cái đòn phối hợp ở đây. Từ cái lúc chúng ta thí hậu, từ cái lúc chúng ta di chuyển quân mã, từ cái lúc mình tạo ra một cái đòn mà chiếu vua đối phương bằng hai quân, vua đối phương nó không có sự lựa chọn, bắt buộc nó chui vào một cái góc rất là nguy hiểm. Rồi chúng ta lại khóa cái góc đó lại bằng cách là đưa quân hậu vào để thí, bắt buộc quân xe của họ phải ăn, để con xe của họ tự chặn quân vua lại cho mình, để mình đưa quân mã mình chiếu. Thì đấy là cái ý nghĩa của cái đòn gọi là đòn thắt cổ. Thế thì trong mỗi một cái ván cờ các bạn ạ, nó xảy ra một cách rất là nhanh chóng, những cái gọi là đòn phối hợp. Nếu chúng ta không suy nghĩ kỹ, chúng ta không tạo cho mình một cái gọi là kiến tạo các cái nước quân cờ để tạo ra những cái thế cờ nguy hiểm cho đối phương ấy, thì các bạn sẽ không có những cái đòn phối hợp hay như thế này được. Vì vậy mà các bạn thấy là mỗi một ván cờ theo đúng tiêu chuẩn, tức là cờ chậm ấy, người ta gọi là cờ tiêu chuẩn ấy, thì mỗi một ván cờ nó kéo dài tận 3 tiếng đồng hồ cơ. Một cái tiết học, một cái buổi học của chúng ta chỉ đánh được một ván cờ thôi. Đó, và mỗi một cái nước cờ như thế này thì người ta sẽ phải nghĩ rất là nhiều. Nghĩ đến tận là gì? 5 cái phương án tiếp theo là ít nhất thì người ta mới quyết định đi một nước. Các bạn nhé. Tức nghĩa là tôi phải nghĩ cái thế biến này được 5 nước tiếp theo thì tôi mới đi. Còn nếu tôi chưa nghĩ được 5 cái thế biến tiếp theo đó, tôi chưa nghĩ được là nó sẽ vào đây và bắt buộc con xe nó phải ăn rồi quân mã tôi chiếu mát. Tôi chưa nghĩ được đến đấy thì tôi chưa làm được. Mà tôi phải nghĩ qua cái chỗ này rồi tôi mới bắt đầu làm tôi mới bắt đầu cái nước đi đầu tiên mà tôi nghĩ. Thì lúc này tôi mới thành công. Như lúc nãy là chúng ta cũng thấy là có những cái đòn phối hợp mà chúng ta phải, bao giờ cũng vậy, đã là đòn phối hợp chúng ta phải tính thật kỹ thì chúng ta mới dám thí quân. Còn nếu đã không tính kỹ thì đừng vội vàng thí quân, bởi vì thí quân là chết. Bởi vì thí quân là mất đi một lực lượng rất là lớn và mình yếu đi rất là nhanh. Nếu mà mình yếu đi nhưng mà mình không thực hiện được cái ý đồ của mình thì coi như là hỏng cả một ván cờ. Vì vậy mình phải chậm rãi, suy nghĩ kỹ, tính toán kỹ. Và quan trọng, muốn tính toán được thì mình phải đặt ra nhiều câu hỏi. Những câu hỏi mình đặt ra đó được gọi là suy nghĩ.
các bạn nhé. Trong cờ vua thì mình tự đặt ra những câu hỏi như là, ví dụ như là ông đi đấy để làm gì, ông có ý đồ gì, âm mưu của ông là gì, ông định ăn quân nào của tôi và tôi phải làm gì để chống lại điều đó. Thì tất cả những cái câu hỏi đó được gọi là suy nghĩ. Các bạn nhớ chưa? Ai không có một câu hỏi nào thì tức người đấy là không suy nghĩ. Cô ơi, con chẳng biết nghĩ ở đâu, con chẳng biết đi quân nào. Tình trạng này diễn ra rất là nhiều đối với những bạn mới biết chơi cờ vua. Nhưng các bạn muốn nghĩ được, các bạn muốn bắt đầu được cái suy nghĩ của mình thì các bạn ơi, chúng ta hãy nghĩ cho đối phương đầu tiên. Cái quân cờ đối phương vừa đi là quân nào? Ông ta đi để làm gì? Mục đích gì? Ý đồ gì? Đó, đấy là từ cái quân đó mà chúng ta lại có rất 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 nhiều câu hỏi. À, vì vậy mà các bạn đừng bao giờ nghĩ cho mình trước. À, tôi đang đuổi đối phương, tôi đến đây tôi có thể ăn được quân kia. Nhưng không ngờ mình nhảy đến đấy, đối phương có một quân khác từ xa nó ăn luôn. À, tức là mình đã nhảy vào một cái ô không an toàn mà mình không biết. À, thế là mình suy nghĩ không kỹ rồi. À, muốn suy nghĩ kỹ thì bao giờ các bạn cũng phải nghĩ cho đối phương trước đã. Ừ. Nhá. À, chẳng hạn như là muốn bắt một ông trộm chẳng hạn. À, cô thường ví dụ để cho các bạn dễ hiểu đó là có một ông trộm, ông ấy đang vào nhà tôi, xong ông ấy xách một bịch tiền, ông ra, ông đang đứng ở ngoài chân kìa. Bây giờ tôi báo với công an rồi thì có chú, năm chú công an có thể đến để hỗ trợ bắt cái ông trộm này. Nhưng năm chú công an không thể là mở cái cổng sồng sộc chạy vào nhà tôi để tóm ông trộm ở giữa sân được. Bởi vì nếu mà ông chạy đằng cổng thì nó lẩn ra đường sau, cửa sau, nó nhảy qua bờ tường chẳng hạn. Cho nên ông phải bày binh bố trận ngay từ ngoài. Ông nào chốt ở đâu, ông nào đứng ở đâu, nhà có bao nhiêu lối ra thì nghiên cứu. Và nếu nó chạy ra đằng sau thì ông đằng sau bắt, nếu ông nhảy ra bờ tường, ông bờ tường bắt, nếu ông trèo lên cây thì ông ở trên cây tóm chẳng hạn. Mình phải xác định được tất cả các tình huống, sau đó mình mới chọn một tình huống là tốt nhất để thực hiện. Thì đấy mới là đánh. Còn một trận đánh mà mình cứ ào ào, mình chạy sang đối phương mà mình không nghiên cứu về đối phương, không tìm hiểu về đối phương, thì trận 100 trận là 100 trận thua, chứ không có một trận một trận nào thắng được cả. Khi mà mình đánh ẩu, đi ẩu. Đó. Đấy là cái đòn phối hợp thứ ba mà hôm nay cô giới thiệu với các bạn. Đòn phối hợp nữa gọi là đòn giằng quân. Trong cờ vua thì chúng ta sẽ có 15 đòn phối hợp các bạn nhé, 15 đòn. Thì hôm nay chúng ta sẽ xử lý một nửa nhờ. Đòn giằng quân. Giằng quân là đòn phối hợp như thế nào? Thì đây là một ví dụ điển hình của đòn giằng quân. Đó, đây. À, đây là một cái ví dụ rất là đơn giản, có rất là ít quân thôi trên bàn cờ, và chúng ta cũng nhận định thấy một điều là ở cái đòn phối hợp này thì bên trắng đi trước và thắng. Trắng đi trước và thắng các bạn nhé. À, ở đây chúng ta nhận định thì vua xe, hậu xe là mạnh hơn hậu tượng rồi. À, và nếu như là bên đen đi trước á, thì bên đen có rất là nhiều lợi thế. Ví dụ như là bên đen sẽ tấn công ngay vào con vua chẳng hạn, chiếu vua bắt hậu chẳng hạn, bằng cách là nếu mà đen đi trước thì con xe này họ sẽ xuống đây chiếu vua và bắt luôn cái con hậu này, đúng không? Chiếu vua, nếu mà vua chạy đây thì tôi sẽ dùng hậu, tôi ăn hậu chẳng hạn, hoặc là nếu ông ăn xe thì tôi sẽ ăn xe, vân vân. Đó là cái đòn đánh của bên quân, của bên đen á. Thì các bạn nhìn thấy như thế này này, chúng ta sẽ phân tích một cái rằng là như thế nào. Chẳng hạn như đây, con hậu này, con xe này nó đứng đây và con hậu bên đen nó đứng đây, tức là ba con này nó nằm trên một đường chéo các bạn nhé, nằm trên một đường chéo. Thế thì cái con đứng giữa này này là nó đang bị giằng xé, con này nó không làm được cái nhiệm vụ gì cả. Nếu ông này mà chạy thì ông này nó sẽ ăn mất ông đằng sau. Vì vậy
Nếu mà tôi nhiều quân tôi tấn công vào cái ông này thì cái ông đằng sau là nguy cơ chết rất là cao. Đó, thì người ta gọi là cái ông ở giữa này là cái ông bị giằng. Tức nghĩa là một cô gái ở giữa mà hai anh nắm hai tay kéo sang hai bên ấy thì người ta gọi là đang bị giằng, đúng không? Đó, thì lúc này đây cái con xe này cũng vậy. Con xe này nó cũng đang bị giằng, giằng bởi hai con hậu, bởi con hậu trả hậu đen. Đấy. Hậu trắng nó tấn công xe nhưng mà con xe nó không chạy được, vì nếu con xe chạy thì sẽ bị mất con hậu, thì người ta gọi là con xe nó đang bị giằng. Thế lúc này người ta lại ngược lại, người ta lại nói là bên trắng đi trước giành được chiến thắng, trong khi đó là thế cờ thì bên đen đang là xét về mặt ưu thế về lực lượng thì bên đen đang mạnh hơn, xe tượng, xe hậu sẽ mạnh hơn là hậu tượng. Mà bên đen thì còn hẳn hai con tốt, nhưng bên trắng lại không còn con tốt nào cả. Thế mà bên trắng đi trước thắng. Chúng ta sẽ cùng nhau suy nghĩ xem thử là đi đâu để có thể thắng được. Hậu H6. Hậu đi H6. H6 tức là ăn con tốt này đúng không? Sau đó ăn G7. Đấy. Tại sao lại mạnh dạn thế? Bởi vì thế nào đây các bạn? Lúc nãy chúng ta phân tích bên đen thì chúng ta cũng phải phân tích bên trắng là cái con tốt này nó đang bị con tượng này nó giằng. Nếu con tốt này hoạt động thì con vua sẽ bị chết, đúng không? Vì vậy mà khi tôi tưởng rằng con tốt này được bảo vệ bởi con tốt ở phía sau, nhưng thật ra không. Cái con tốt ở phía trước này nó đang rất là nguy hiểm. Ở chỗ là con tốt ở phía sau nó bảo vệ vua chứ nó không phải bảo vệ con tốt ở phía trước. Bảo vệ con vua bằng cách là nó che con vua, cho con vua khỏi sự tấn công của con tượng. Đó. Thế thì khi mà mình ăn quân hậu vào đây thì cái quân tốt này nó không làm được nhiệm vụ là ăn lên, vì nó đang bị giằng. Người ta gọi là đòn giằng quân là như vậy. Tôi phải phát hiện ra cái con nào là nhiệm vụ và nó không làm nhiệm vụ. Lúc này thì con vua bắt buộc phải chạy thôi, đúng không? Và khi con vua nó chạy sang ô này thì cái con tốt này là cái con tốt mà bị rồi ngay lập tức, vì có hai con cùng tấn công vào mà không có ai bảo vệ, có mỗi một mình con vua thôi. Và lúc này thì chúng ta thấy là hết cờ, trắng thắng. Đó, thế thì ngay đầu ván cờ, ngay ở đầu ván cờ chúng ta thấy rất là nguy hiểm cho bên trắng, đúng không? Bên trắng rất là yếu nếu xét về số lượng quân, nhưng mà xét về cái thế cờ ngay lúc này đây, ngay thời điểm này đây, thì cái quân đen nó đang rất yếu, bởi vì quân tốt trước mặt quân vua đang không có bảo vệ. Quân tốt ở phía sau quân tốt đấy không phải là quân bảo vệ mà nó là bảo vệ quân vua. Vì vậy nếu như mà các bạn nào mà nhầm tính nhầm lẫn ấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng là mình buồn thế, mình nghĩ không chín chắn, đúng không? Nếu như mà mình bỏ lỡ cái cơ hội này là chúng ta sẽ thấy là bên đen họ sẽ chiến thắng đấy. Và đã là đòn phối hợp thì là bắt buộc các bạn nhé. Là một thế biến bắt buộc có thí quân. Bao giờ cũng vậy. Từ lúc nãy đến bây giờ toàn thí quân hậu thôi để giành được chiến thắng thôi. Đó. Thế thì chúng ta phải nghiên cứu kỹ về thế cờ của đối phương để chúng ta mới cho đối phương ăn nhá. Đòn tiếp theo là đòn thứ 5. Được có tên là đòn cối xay. Các bạn có biết cái cối xay không? Cái cối xay, đúng không? Những bạn nào mà ở quê á thì đúng với thời của các bạn thì chắc là cối xay cũng đã ít rồi, nhưng mà nếu mà ở quê thì chúng ta thấy là cái cối xay nó có rất là nhiều, bởi vì nó không có máy sắt gạo ấy, là người ta dùng cối xay để chúng ta xay lúa, xay thóc ấy, thì chúng ta thấy là nó quay liên tục, mình phải đẩy nó quay liên tục.
Thế thì ở đây chúng ta có một cái đòn phối hợp có tên là cối xay, tức nghĩa là bản chất của nó là cũng là quay liên tục, đúng không? Thì mới được gọi là cối xay. Thế thì bây giờ nó sẽ quay như thế nào thì cô và các bạn sẽ cùng nghiên cứu nha. Sẽ có một thế cờ điển hình như sau. Rồi, ok. Thế thì đây là một thế cờ được gọi là đòn cối xay. Các bạn sẽ đưa ra một cái đòn phối hợp đánh để làm sao mà bên trắng đi trước giành được chiến thắng. Trong khi đó chúng ta phân tích thế cờ thì chúng ta thấy rằng là bên đen thì đang rất mạnh. Đúng không? Bên đen đang rất mạnh này. Bên đen thì hai mã xe tượng hậu. Bốn tốt, bên trắng thì có mỗi hậu, một xe, một tượng và ba tốt. À, về số lượng quân thì bên đen còn rất nhiều, bên trắng ít hơn. Đó. Thế thì làm thế nào ở cái thế cờ này để bên trắng có thể chiến thắng được bên đen? Không, bà ở thế cờ này không nói là chiến thắng các bạn nhé, mà người ta nói này, đòn cối xay là đòn phối hợp được tạo dựng bởi các nước chiếu mở, chiếu một cách tuần tự và liên tục. Nó xoay liên tục, nó sử dụng các cái nước chiếu để nó tấn công đối phương. Ông chiếu thì tôi chạy, nó giống như cái cối xay, nó cứ xay liên tục, nó cứ tấn công đối phương liên tục. Đó. Thứ hai là gì? Lý do xuất hiện của đòn phối hợp ở trên cái thế cờ này là vua đen chỉ có hai ô thoát duy nhất, đó là ô H8 và ô G8. À, vì ô mã F8 và ô cái ô tốt F7, G7 là bị ngăn chặn. Xe trắng ở ô G3 đang ngăn chặn tốt ở ô G7. Khi di chuyển tượng khỏi cái vị trí ô G5, đó chính là lý do bên trắng thực hiện đòn phối hợp. Cối xay, đòn cối xay. Nào, có ai có ý kiến gì không? Hậu trắng xuống bắt hậu đen. Hậu trắng xuống ăn hậu đen. À, khi mà hậu trắng xuống ăn hậu đen ở đây á, thì các bạn đã thấy là bên trắng nó ăn được con hậu của bên đen. Thì bên đen có khả năng ăn lại con hậu của bên trắng hay không? Và bên đen họ sẽ làm gì? Thì ở cái bài tập này, các bạn nghĩ rằng nếu mà mình bên trắng mà ăn được quân hậu này, thì họ cũng đã giải quyết được cái vấn đề là tiêu diệt lực lượng của bên đen. Nhưng người ta mới chỉ tiêu diệt được con hậu thôi. À, lát nữa đây là tôi muốn là tôi dùng cái đòn cối xay này là tôi xay một vòng là tôi ăn hết được tất cả các quân của đối phương cơ. Còn mà bây giờ tôi chỉ ăn quân hậu này là tôi chỉ ăn được mỗi quân hậu thôi. À, đó. Thế thì
chúng ta thử xem là người ta sẽ đi như thế nào mà tại sao người ta lại không ăn con hậu này trước nhá. Thì các bạn sẽ cùng xem này. Ngay lập tức thì họ sẽ thực hiện nước đi là tượng F6. Tượng đi F6. Ôi thế thì là tự nhiên là bên trắng thí hậu à? Đúng không? Đi tượng F6 thì bên trắng thí hậu. Đó là hậu chia H5 mất hậu. Thế sau khi bên trắng mất con hậu thì bên trắng được cái gì? Tức nghĩa là bên trắng được một cái thế cờ, đó là rằng quân tốt này. Các bạn nhìn thấy chưa? Rằng ăn gì? Và bây giờ thì tôi ăn. Chiếu vua. Vua lại chạy. Tôi lại mở ra đây. Chiếu vua. À, hoặc lúc này đây tôi ăn đây. Chiếu vua. Tượng chiếu. Đúng không? Họ lại chạy sang đây. Tôi lại về đây tôi chiếu. Lại say. Ông lại phải ra đây. Tôi lại mở ra đây tôi ăn. Chiếu vua. Đúng không? Ông lại phải chạy. Vào đây. Tôi lại về tôi chiếu. Ông lại chỉ có vào thôi. Rồi lại ăn tiếp. Mở chiếu. Đúng không? Ông lại phải ra. Lúc này đây thì tôi lại vào chiếu tiếp. Ông lại vào. Tôi cũng có thể là gì? Lên đây. Lúc này đây tôi lên đây và tôi mở chiếu. Để bắt hậu có được không? Họ sẽ đi lên đây. Và tôi sẽ gì? Tôi sẽ ăn được hậu. Hoặc là tôi sẽ tiếp tục thêm. Chúng ta thử thêm xem là chúng ta có ăn thêm được quân tượng nữa không? Quân xe nữa không? Rồi chúng ta mới đến quân hậu không? Đúng không? Nếu tôi ăn tượng. Xe ăn tượng. Đấy. Mở chiếu ăn tượng. Vua nó lại sang. Lúc này mà tôi về đây tôi chiếu thì con xe nó sẽ ăn mất. Vì vậy là nếu như mà tôi ăn con tượng trước thì tôi sẽ không bắt được con hậu này. Các bạn nhớ chưa? Vì vậy mà nước đi tiếp theo khi trước khi ăn con tượng này là tôi sẽ phải ăn con hậu đã. Đó. Thế các bạn nhìn thấy không, là chúng ta lại không nhìn thấy. Cho nên là khi mà ăn được các cái con tốt ở đây rồi thì tôi sẽ lên để tôi ăn con hậu đã. Lúc này thì con tốt này không thể ăn bởi vì con tượng này nó đang chiếu vua. Đó, con hậu này cũng không thể ăn vì là con tượng nó đang chiếu vua, bắt buộc họ phải chạy vua. Và họ sẽ chạy quân vua lên cái hàng ngang này. Và lúc này thì tôi sẽ ăn gì? Ăn hậu. Và mô hình chung lúc này thì chúng ta thấy là hai bên cũng đã gì? Tương đương là gần như là bằng nhau rồi. Hai tốt tôi chỉ kém ông một con tượng con mã thôi. Nhưng tôi lại hơn ông một con tốt. Còn hơn lúc nãy là tôi ăn được con hậu của ông. Thế nhưng mà gì? Tất cả các quân của ông nó đang còn rất là mạnh. Thì đến đây, lúc này đây, thì người ta nói rằng ở trường hợp này tính theo cái tình thế thì bên trắng cũng đã đạt được một cái yêu cầu, đó là gì? Ăn được nhiều quân ở bên đen hơn. Đó. Và cái đòn cuối xay này là một cái đòn chủ yếu là hơn về lực lượng. Chúng ta bắt hơn quân về lực lượng, dùng nước chiếu liên tục để bắt quân. Thì được gọi là đòn cối xay các bạn nhé. Chứ không phải là đòn cối xay lúc nào, cứ tức là đòn của phối hợp lúc nào cũng thắng đâu các bạn ạ. Đòn phối hợp là để giành ưu thế. Để ưu thế về quân, ưu thế về thế trận. Hoặc là giành chiến thắng. Chứ không phải là 100% là phải thắng. Các bạn nhé. Vì vậy là có những bạn là vội vàng, là nghĩ rằng là khi mình ăn là mình thắng thì là thực hiện đòn phối hợp là phải thắng, thì không đúng đâu nhé. Chúng ta chú ý là đưa ra cái đòn phối hợp, tính toán làm sao để hơn được quân, hơn được chất, hơn được thế trận, hơn và có khả năng chiến thắng vô đối phương, thì lúc đó chúng ta sẽ thực hiện đòn phối hợp của mình. Đó. Thì đấy là đòn thứ 5. Thì khi chúng ta học đến 5 đòn phối hợp này thì bây giờ thì cô sẽ dành những cái đòn phối hợp sau, chúng ta sẽ thực hiện tiếp ở đòn sau. Cô sẽ cho các bạn xem một cái đòn nữa nhé, gọi là đòn để cho các bạn nhìn thấy, đó là đòn phong tỏa.
cái đòn được gọi là đòn phong tỏa. Đòn phong tỏa có nghĩa là tôi sẽ phong tỏa nhà ông, tôi sẽ nhốt ông, tôi sẽ không cho ông hoạt động, thì được gọi là phong tỏa. Thế là làm thế nào thì có một cái thế cờ được gọi là đòn phong tỏa như sau. Chúng ta giải quyết xong đòn phối hợp này thì chúng ta sẽ đi đến các cái thực hiện về các cái bài tập cờ thế để làm quen với việc kiểm tra. Rồi cuối cùng là các bạn sẽ thi đấu, đánh tập và chúng ta sẽ ghi lại cái ván cờ trong buổi học hôm nay. Đó. Đây. Đây là một cái thế cờ mà các bạn thấy là con vua của bên trắng thì đang bị bao vây xung quanh bởi ba con tốt. Còn hai con tốt của bên trắng thì đang đối đầu với con vua của bên đen. Đó. Thì sự bao vây của tốt đen này có ổn hay không? Hoặc là hai con tốt tốt trắng này có thể tấn công được con vua đối phương hay không? Thì người ta nói đòn phong tỏa là đòn phối hợp dùng lực lượng của mình phong tỏa quân của đối phương, buộc họ lâm vào tình trạng nguy hiểm, không có lối thoát. À, thế thì hỏi là con vua này của bên trắng nó có lối thoát hay không nhá? Đây, trắng đi trước và thắng. Trắng đi trước và thắng. Lý do xuất hiện, bên đen có 3 tốt, F, G, H, bên trắng. Nhưng không thể rời vị trí ban đầu được. Nếu vua trắng đứng yên tại G3, vua đen sẽ phải đứng ở B8 để ngăn chặn hai tốt trắng. Sau đó buộc đen phải dịch chuyển tốt F hoặc H và bị đối phương bắt dần tới thua cuộc. Ở đây người ta nói rằng là ý như thế này các bạn này. Cái con vua của bên trắng á, họ đứng đây để họ khóa ba cái con tốt này này. Không cho ba cái con tốt này hoạt động. Ông đi con tốt này thì tôi ăn con tốt này. Ông đi con bên này thì tôi ăn bên này. Còn cái con ở giữa, ở trước mặt tôi chắc chắn là không đi được rồi. Nhìn thì chúng ta thấy là các con tốt này bao vây con vua. Nhưng thực ra là con vua này nó khóa ba cái con tốt này lại. Tôi đứng tôi canh. Còn hai cái con tốt này của bên trắng là hai cái con tốt mà phải tính toán thật kỹ làm sao để chúng ta tấn công con vua của bên đen thành công. Đó, hai con tốt tấn công con vua. Còn riêng con vua này là ở nhà lại canh ba con tốt này, không cho ba con tốt này chạy xuống để phong. Thế thì phong tỏa là ở chỗ là tôi không cho ông cái tầm hoạt động của các con này, mà bắt buộc ông phải hoạt động con vua của ông. Thế thì con vua của ông có đủ sức để ngăn chặn hai cái con tốt này của tôi hay không? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem. Bước đi thứ nhất, bên trắng sẽ đi đâu để giành chiến thắng? Thì các bạn nghĩ làm thế nào hai con tốt này có thể là chiến thắng được con vua các bạn? Thế các bạn thì đi đâu? Nhá, ví dụ như là chúng ta đẩy con tốt A này xuống chiếu vua chẳng hạn, thì con vua nó ăn, đúng không? Chúng ta đẩy cái con tốt này xuống thì con vua này nó sẽ đi lên đây và mô hình chung cái con tốt này của chúng ta mất tiếp, bị ăn tiếp, xong. Tức nghĩa là nếu chúng ta đẩy cái con A7 này là chúng ta không thành công. Bởi vì con vua này nó không thể nào đến để bảo vệ hai cái con tốt này được nữa các bạn này. Bởi vì nếu ông di chuyển con vua một cái thì con này nó đẩy xuống là nó phong luôn. Nó đi phong luôn, mà con vua bắt buộc ở đây để khóa ba cái con này lại. Thế thì hai cái con này, thì nếu chúng ta đi con này xuống, tốt A xuống thì chúng ta sẽ mất cả hai con. Thế bây giờ chúng ta thử tính nếu chúng ta đi tốt C xuống thì sao? Đẩy tốt C thì bên đen họ sẽ đi nước nào? Vua bên đen họ sẽ có, một là họ đã đi lên đây để ăn con này. Nhưng nếu họ đi lên đây thì tôi sẽ đẩy con bên này xuống. Và khi tôi đẩy con bên này xuống thì ông không còn cơ hội để quay trở lại vị trí cũ, mà ông lại phòng lên đây. Còn ông không thể áp sát tôi đứng này được, bởi vì con này nó canh.
Thế khi ông vòng lên đây thì tôi chạy chạy xuống đây tôi phong thành hậu rồi. Đúng không? À, thế là tôi đã phong được. Còn nếu ngược lại cũng như vậy. Khi tôi đẩy con này mà họ chạy lên đây thì ngay lập tức sẽ xảy ra vị cái gì các bạn? Tôi sẽ đẩy con này xuống. Và khi tôi đẩy con này xuống thì canh ô này, con này canh ô này. Ông ăn tôi thì quân này nó sẽ thành hậu. Ok. Còn nếu ông không ăn mà ông chạy sang gần tôi để ông bắt tôi thì ông không thể chạy sang ô này được vì con này nó canh. Ông không chạy xuống đây được bởi vì con này nó đang canh. Ông chỉ có chạy lên đây thôi. Mà ông chạy lên đây thì ngay lập tức tôi sẽ bước xuống đây và tôi cũng thành hậu. À, vì vậy là sẽ phong được thành hậu. Xong. Và khi mà bên trắng đã có một con hậu rồi thì lúc này các bạn thấy rằng điều gì sẽ xảy ra? Chúng ta sẽ mạnh hơn bên đen rất là nhiều. Con vua bên đen này sắp là bị gì? Bị tỏn tòn tòn rồi, tèo tèo teo rồi, đúng không? Không còn cách nào khác. Và tôi sẽ dồn ông vào góc, sau đó là tôi tiêu diệt hết tốt của ông đi. Tôi cho ông ăn con tốt này đi. Xong đó là tôi tiêu diệt hết ba cái con tốt này đi. Và sau đó là vua hậu đánh vua thôi. Đấy, tôi dùng vua hậu đánh vua thôi. Thì khi mà những cái cờ tàn mà chỉ còn tốt này thôi các bạn này, đấy, thì người ta sẽ sử dụng rất là nhiều cái nguyên tắc để chiếu mát. Và trong cái trường hợp này, cái đòn phong tỏa này thì các bạn thấy rằng là cái nhiệm vụ của con vua là rất quan trọng. Đó là ông phải ngăn chặn ba cái con tốt này lại cho tôi, không cho con tốt bất cứ một con nào lọt xuống, để hai cái con tốt của tôi xử lý. Đó là gì? Phong cấp một trong hai con này sẽ tấn công và cùng là gì? Làm cho con vua đối phương không thể ngăn cản được. Nhá, thì người ta gọi đó là đòn phong tỏa. À, thế thì bây giờ thì chúng ta cũng đã xử lý được 5 cái đòn phối hợp trong cờ vua rồi. Bây giờ thì cô sẽ chuyển sang cái phần tiếp theo của cái nội dung học. Chúng ta sẽ còn một số đòn phối hợp nữa. Thì buổi sau cô cũng sẽ giải quyết với các bạn nếu như có thời gian. Còn nếu không thì chúng ta sẽ tiếp tục là tìm hiểu. Bởi vì là cái lượng kiến thức của chúng ta rất là nhiều. Và cái phần bài kiểm tra thì đến rất là nhanh. Hiện nay chúng ta đã đến tuần tuần thứ tư rồi. Đúng không? Tuần thứ tư này, chúng ta còn thứ năm, thứ sáu thôi. Còn hai tuần học nữa thôi. Còn đến thứ bảy, tuần thứ bảy, thứ tám, thứ chín và thứ mười. 4 tuần này là 4 bài kiểm tra liên tục. Vì vậy mà chúng ta ngoài cái buổi học hôm nay ra thì chúng ta còn 2 nội dung chính buổi học nữa. Và vì vậy mà chúng ta sẽ phải rất là nhanh chóng để ôn luyện và thực hiện những cái bài tập chiếu mát cho các cái bài kiểm tra của mình cũng như là thi đấu nhá. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo, đó là một số bài tập thực hành. Bài tập thực hành của chúng ta ở đây để chiếu mát quân vua đối phương trong hai nước. Các bạn lưu ý nha, những bài tập mà thi đấu, những bài tập để chúng ta kiểm tra ấy, thì cô sẽ hầu như sẽ đưa ra những cái thế cờ chiếu mát quân vua đối phương trong hai nước hoặc chiếu mát quân vua đối phương trong ba nước để cho các bạn thực hiện. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một số cái bài tập chiếu mát nhá. Một số bài tập chiếu mát này thì đây là những cái bài tập mà nó cũng tương tự là cái đòn phối hợp, bài của đòn phối hợp. Thì lát nữa cô sẽ cho các bạn một số về nhà làm. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện cái phần này trước. Chiếu mát quân vua đối phương trong hai nước với những cái thế cờ thuộc đòn phối hợp như sau. Đây, các bạn sẽ cùng nhau thực hiện nhá. Trên bàn cờ của mình nhá. Cô sẽ đưa ra một số bài tập. Bài tập thứ nhất, trắng đi trước. Chiếu mát quân vua bên đen trong hai nước. Bài tập như sau. Chúng ta sẽ đi từ bài dễ trước xong đến bài khó. Buổi hôm trước thì cô cũng đã ra bài tập về nhà. Các bạn đã làm chưa?
Rồi ạ. Các bạn đã làm rồi, các bạn phải cố gắng làm nhá, bởi vì khi làm bài tập thì chúng ta mới có cái phản xạ được nhanh được, chứ không hôm nào mà thi ý, thì các bạn thấy là chúng ta không có nhiều thời gian và những cái bài của chúng ta phải cần phải sự cái nhanh nhẹn thì chúng ta mới làm được, còn nếu không nhanh là chúng ta không làm được đâu. Rồi, bài tập của cô như sau. Bên trắng đi trước chiếu mát con vua bên đen trong ba nước. Nào, có ai có ý kiến gì không? Vua C6. Vua đi C6. Chúng ta phải đưa lực lượng của mình áp sát với con vua của đối phương, đúng không? Các bạn nhìn thấy là quân xe nó đã đứng ở đây rồi thì nó đã ngăn chặn cái đường ngang này rồi. Quân vua của họ chỉ hoạt động trong cái hàng ngang số 8 này thôi. Vì vậy mà chúng ta phải đưa con vua của mình tới để hỗ trợ với con xe. À, đó là vua đi C6. À, đến lượt bên đen đi thì đây là nước đi bắt buộc, đó là sang B8. Và nước đi tiếp theo của chúng ta là gì các bạn? Trắng đi đâu? C7 ạ. Xe C7. B7 luôn. B7 chiếu à? B hay C? C. Thì vua đối phương lại phải đi vào. À, vua đối phương lại đi vào D7 ạ, xuống D7 ạ. Xe D7. Xe D7 à? Xe D7 mà vua của nó vào đây thì sao? Thì xuống ạ, xuống xe là hết cờ. À. Xe vua ăn sao? Nếu mà xuống xe thì vua nó ăn mất xe. Hậu C6, xe C7 và sau đó xe B7. Là sao? Đi đâu em? Hậu C6, xong rồi xe C7 và xe B7. C6 và đi sang đây. Xe C7. Xe C7 ạ? C7. Sau đó xe sang B7. Sau đó xe C6 là xong. Bây giờ vua họ đi sang đây. Xe B7. B7 ạ? Xe B7. À, đấy. Thế thì các bạn thấy đây là một cái thế cờ mà vua đối phương bị nhốt, nhưng nó không chết. Nó không có chết đâu, nó có bị chiếu đâu mà nó chết. Và thế cờ này là thế cờ hòa các bạn nhá, không phải là thế cờ thắng đâu. Nha, các bạn lưu ý cho cô là không phải thế cờ thắng và đây là thế cờ hòa, được gọi là pass. À, thế thì cái thế cờ pass này thì hình như là mọi hôm cô đã giới thiệu với các bạn rồi mà. Đúng không? Là cái thế cờ hòa mà do là không có nước chiếu, vua bị chặn, không còn đường đi nào cả nhưng không bị chiếu, thì đây là nước cờ hòa chứ không phải là nước cờ chiếu mát các bạn nhá. Đó.
vẫn là tướng xuống C6 xong rồi là xe là E7 ạ. Xe là E7 ạ. Thì tướng E7. Bắt buộc phải sang. Thì xong rồi là kéo xe xuống là hết ạ. Đây. Thế nhưng bây giờ các bạn ơi, các bạn phải tính là cả nước đi của bên đen nữa chứ, tại sao lại chỉ vâng tính... ạ. Thì là một một B8. nước thứ nhất là tướng xuống C6 đi B8. Xong rồi D8 xong rồi kéo xe sang E6 ạ. Xe đi E6. E7. Vâng, thì tướng bắt buộc phải sang bên phải. À, quân vua này nếu mà nó sang đây ý, thì rất là đơn giản, xe xuống chiếu vua hết cờ. Đây là một phương vâng, án thì A8 thì sao? Vâng. Đúng không? Nhưng nó không đi đây mà nó lại vào A8 cơ. Vào trong cơ. À, nếu đi đây vào A8 thì mình lại phải tiếp tục cái bài này, chúng ta lại phải tiếp tục đưa vua đến này. Và họ đi, bắt buộc họ phải đi xe ra vua ra đây, và đây mới là nước chiếu mát, thì chúng ta phải đến tận là 5 nước. 5 nước chúng ta mới chiếu mát được vua đối phương chứ không thể 3 nước được. Đấy, thì đây là những cái bài mà các bạn lưu ý là dồn vua đối phương vào góc, sau đó là chúng ta phải thực hiện những cái nước mà đi để cho đối phương bắt buộc phải rơi vào tình thế có thể chiếu mà hết đường đi nhá. Còn nếu mà không chiếu mà hết đường đi thì chúng ta sẽ rơi vào thế cờ hòa. Các bạn nhớ chưa? Bây giờ chúng ta sẽ làm một bài khác, nó đơn giản hơn một tí để cho các bạn thực hiện. Đây. Bên trắng đi trước, chiếu mắt quân vua bên đen trong 2 nước. Vua D6. Rất là nhanh, đó là chúng ta thực hiện nước là vua D6. Vua D6 thì chúng ta tính này, khi mình đẩy con vua lên D6 thì hai cái ô này là hai cái ô mình kiểm soát. Tất cả cái cột này là con xe kiểm soát và bắt buộc con vua đối phương phải đi sang cái ô mà đối diện với quân vua của mình. Khi đi đối diện với vua của mình thì tất cả những ô đường trước này là những ô mà mình kiểm soát chứ không phải họ kiểm soát. Và quân xe sẽ chạy xuống gì? B8 chiếu vua hết cờ. Đó, nhá. Thì những cái bài tập này thì là thường là những cái bài tập nó đơn giản. À, nó ít quân thì nó sẽ đơn giản hơn và các bạn chỉ tuân thủ nguyên tắc thôi. Thì buổi sau cô sẽ hướng dẫn với các bạn về nguyên tắc chiếu mát quân vua đối phương bằng các quân như xe hậu, tượng mã. À, tốt thì người ta gọi là tàn cuộc. Hôm nay chúng ta vẫn phải luyện các cái bài tập đá, rồi chúng ta sẽ đi sâu vào các nguyên tắc sau. Nào, bây giờ bên trắng đi trước, chiếu mát quân vua bên đen trong 2 nước, bài tập như sau. Rồi. À, mát 2 nước. Mỗi một bài kiểm tra thì chúng ta sẽ có 6 cái thế cờ này các bạn nhé. Đấy, hoặc là cô chỉ cho 5 thế cờ thôi để cho nó tròn điểm của các bạn. Là 5 thế cờ, mỗi thế cờ chúng ta sẽ được tính là 2 điểm. Đó, và thời gian là chúng ta chỉ có trong vòng là xử lý 3 phút một thế cờ thôi. 5, 3, 15, tức là bài kiểm tra sẽ có 15 phút. Em đi tượng G5 cô ạ. Đi đâu cơ? Tượng G5 ạ. Ở trên đây có tượng đâu. Ở đại bài này thì con xe em cứ hay quên gọi nó tượng. Xe G5, tức là xe G5 chiếu vua à? Vâng. Xe G5 với vua thì vua đi đâu? Vua nó chạy lên đây thì các bạn thấy là không thể nào chiếu được, bởi vì chúng ta chỉ có 2 nước thôi. Chúng ta không có nhiều thì chúng ta phải E4 ạ. Đi đâu? Tướng E4 ạ. À, tướng E4, vua E4 thì làm sao chiếu được ở bài này hết 2 nước rồi?
đúng không? À, đi từ nước đầu tiên cô ạ. Nước đầu tiên á? Vâng. Nước đầu tiên là vua E4 á? Vâng. Vua E4. Ok. Thế thì đến lượt con vua đối phương đi này. Họ không lên được vì là con này nó kiểm soát rồi. Họ không sang được con này nó kiểm soát rồi. Họ không đến được con này kiểm soát và họ phải đi xuống đây. Xe C6 là không ạ? Xe đi đâu? Xe ra C6. À đúng rồi. Xe sang C6 chiếu vua hết cờ. À lúc này đây thì các bạn thấy là con vua của chúng ta kiểm soát ba cái ô này. Con xe này kiểm soát cái đường này. Và con xe này sẽ chiếu và con vua bị hết cờ. Đấy là cách thứ nhất. Chúng ta còn một cách nữa. Hai cách. Hai con cách. Xe B6. Ừ. Cách thứ hai. À, xe B6. Xe B6. Xe đi B6. Rồi. Thế thì con vua này của chúng ta, con vua đen này họ không sang, không lên được, không xuống được, họ đi sang ngang. Xong rồi xe G5. Ừ, chính xác, xe G5 hoặc là xe B5 đều được. Tức là một con làm nhiệm vụ chặn, còn con kia sẽ làm nhiệm vụ gì? Làm nhiệm vụ chiếu và chúng ta sẽ chiếu mát. À, đấy là cách thứ hai. Cách thứ ba. Xe E6. Đi đâu? Xe đi E6. Xe đi E6 á? Xe đi E6 cô nghĩ là không đúng. Vì xe đi E6 thì vua của họ cũng phải sang đây. Xe đi B6. Hả? Xe đi B6. Xe đi B6 vừa giải quyết xong rồi gì? Xe đi B6 vừa xong rồi. Xe đi B6, vua này nó sang đây thì xe này xuống hoặc xe này xuống đều được. Chúng ta có một cách khác nữa là không phải đi B6. Các bạn nhé, không phải đi B6 mà chúng ta có thể đi bất cứ cái ô nào trong 1, 2, 3 ô này hoặc là 3 ô ở dưới này đều được. Tôi có thể đi B1. Đi B1 thì đến lượt vua đen đi, họ cũng đi sang đây. Và lúc này thì tôi sẽ không chiếu bằng cái con xe này mà chúng tôi lại quay con xe này lên, chiếu vua hết cờ. Đúng không? Đó. Thế thì ở đây mô hình chung chúng ta thấy là có một cái nguyên tắc ra này. Khi hai con vua nó đứng thẳng hàng nhau mà con vua của đối phương mà nó tự đi thẳng với con vua của mình thì lúc đấy mình mới dùng con xe để mình chiếu mát được. Còn nếu mà hai con xe con vua này nó lệch nhau thì con xe không sử dụng con xe để chiếu mát được đâu các bạn nhé. Vì vậy mà các bạn lưu ý cho cô là chúng ta suy nghĩ là một cái bài tập nó có thể có rất là nhiều phương án. Thì chúng ta sẽ xác định là chúng ta phải đúng được tất cả các phương án thì bài mới đúng. Còn các phương án mà còn một phương án sai thì chúng ta cũng không thể nào đúng đâu nhá. Nào chúng ta sẽ giải quyết một bài tập nữa. Bài tập như sau. Bên trắng đi trước, chiếu mát con vua bên đen trong hai nước. Tốt phong. Ừ, tốt phong. Chắc chắn rồi bởi vì là con chỉ có con này mới là chiếu thôi. Nhưng mà nếu mà nó giữ nguyên là con tốt thì nó không thể chiếu cái con vua này được. Cho nên bắt buộc nó phải phong. Phong cấp thì các bạn sẽ phong thành con gì? Nó có thể phong thành hậu, xe, tượng, mã. Các bạn phong thành gì? Hậu. À hậu. Bao giờ thì các bạn cũng chọn con hậu vì các bạn thấy rằng con hậu là con to nhất. Nhưng ở trong thế cờ này thì các bạn thấy nếu là con hậu thì chúng ta sẽ rơi vào thế cờ hòa, gọi là pát. Pát ở đây có nghĩa là gì? Quân vua không bị chiếu nhưng không có đường đi. Bây giờ đến lượt đi của tôi không thể bước lên đây được bởi vì ở đây là con hậu của ông kiểm soát rồi. Đúng không? Các bạn nhìn thấy khi phong thành hậu thì con hậu nó kiểm soát cái ô này.
con vua đen không đi được nữa. Xe. À, thế thì đừng vội vàng nhé, đừng vội vàng và chúng ta phải suy xét đã, chúng ta phải nghĩ trong đầu là thành con gì. Còn các bạn vội vàng, nếu các bạn thành con mã thì cũng rơi vào thế cờ hòa, đó là vua mã đánh vua là thế cờ hòa cơ bản. Hoặc là phong thành tượng cũng vậy, nếu phong thành tượng cũng là vua tượng đánh vua là hòa cơ bản. Hôm trước mình đã học hòa cờ chưa nhỉ? Hoặc rồi chứ đúng không? Mình đã học từ tiết thứ hai rồi. Đó, đó là hòa cờ. Chỉ có một con duy nhất để chiến thắng ở trong này, đó là con xe. Phong thành xe. Khi phong thành xe thì bắt buộc vua đối phương phải gì? Thực hiện nước đi, đó là đi lên. Và khi đi lên thì hai con vua này mô hình chung là nó đã ngang hàng nhau rồi, và quân vua của mình kiểm soát các ô ở ngoài rồi. Thì con xe của mình sẽ gì? Chiếu vua. Xong. Nha. Thì đấy là những cái bài tập mà các bạn lưu ý cho cô là rất là đơn giản. Nhưng mà chúng ta phải lựa chọn kỹ, chậm thôi, suy nghĩ kỹ thì chúng ta mới thực hiện tốt được. Một bài tập nữa. Bài tập như sau. Bên trắng đi trước. Chiếu mát quân trắng đi trước, gỡ hòa. À xin lỗi, xin lỗi. Không phải, bài tập này thì cô sẽ cho một cái thế cờ như sau. Các bạn nhận định ở trên thế cờ này thì bên nào là bên mạnh, bên nào là bên yếu các bạn? Các bạn thấy là bên đen thì là chắc chắn yếu hơn bên trắng rồi đúng không? Bên đen tốt mà bên trắng là hậu thì đen là yếu hơn rồi. Và người ta sẽ cho có một cái câu hỏi như này này. Đen đi trước gỡ hòa. Xuống tốt phong mã. Tại sao không phong hậu? À, phong mã để chiếu tướng bắt hậu ạ. À, chiếu vua bắt hậu ạ. Ừ. À, xin lỗi là con đe. Đó, con tốt nó xuống đây nó phong mã. Thì khi nó phong thành quân mã này thì nó có khả năng là chiếu vua bắt hậu. Và bây giờ thì bắt buộc họ phải bảo vệ quân vua của mình bằng cách là di chuyển. Và lúc này tôi sẽ là gì? Ăn con hậu và thế cờ sẽ về là vua mã đánh vua thì hòa. Nhưng có những bạn thì bảo là không, không phong thành mã đâu, phong thành hậu cơ. Để cho hai con hậu bằng nhau. À, gỡ hòa, hai con bằng nhau. Có bằng nhau không các bạn? Các bạn có nhận định rằng tôi vua hậu, ông vua hậu thì cái thế cờ này có bằng nhau không nhỉ? Có cân bằng không? Em thua. Hả? Bằng về mặt quân vậy. Ông không. Đen thua. Đen thua. Vua đen góc thế thì các bạn nhận định này. Về số lượng quân thì bằng đấy. Ông cũng hậu, tôi cũng hậu. Nhưng về cái thế cờ này thì bên đen hoàn toàn thua. Bởi vì sao? Khi ông phong hậu, ông chả giải quyết được cái việc gì cả. Ông chỉ là tính điểm thôi. Và tôi sẽ sang đây chiếu vua hết cờ. Xong. Thế thì cái con hậu này nó không giải quyết được cái vấn đề gì cả. À, cho nên là khi mà chúng ta muốn phong cấp một quân nào đó trên bàn cờ thì chúng ta phải suy xét xem là cái thế cờ này chúng ta nên phong con gì. Nhá. Chứ không phải là các bạn cứ thấy con nào to là chúng ta phong. Thế thì có những thế cờ là mã thì mới có thể cứu các bạn được. Hậu thì chịu. Xe mới cứu được. Hậu không giải quyết được vấn đề gì cả. Đó. Vì vậy cho nên là con tốt có khả năng phong được thành một trong bốn quân. Xe hậu tượng mã chứ không phải duy nhất là hậu. À, vì vậy mà các bạn lưu ý cho cô là trong các cái thế cờ nếu chúng ta mà không để ý thì khi chúng ta phong cấp mà vội vàng thì chúng ta sẽ dẫn đến là bị thua cuộc rất là nhanh nhá. Thì như thế cờ này là chúng ta thấy là hậu không giải quyết vấn đề gì cả.
Thế thì như vậy thì chúng ta sẽ quay lại một cái vấn đề là gì? Giá trị của các quân. Lúc này giá trị của quân tốt bằng với giá trị của quân hậu. Đúng không? Ngay từ đầu ván cờ quân hậu 9 điểm mà quân hậu mạnh nhất trên bàn cờ mà bây giờ con tốt là yếu nhất. Nhưng ở thế cờ này con tốt và con hậu ngang bằng nhau. Bởi vì tại thời điểm này con tốt có khả năng phong thành mã để tấn công hai quân nhưng con hậu không làm được điều đó. À, thì các bạn thấy là cái quân tốt ở đây nó lợi hại ở chỗ là giá trị của mỗi một quân được tính bằng vị trí của nó đứng chứ không phải được tính bằng điểm nữa. À, còn các quân cờ chỉ được tính bằng điểm khi nó đứng ở vị trí ban đầu thôi. Nó đứng ở vị trí ban đầu thôi các bạn nhé. Là nó sẽ tính bằng điểm. Và khi chúng ta đổi quân thì chúng ta cũng sẽ tính bằng điểm. Nhưng khi mà chúng ta chiến đấu ấy, thì mỗi một quân nó lại ở một vị trí khác nhau và các bạn giá trị của nó lại được tính bằng vị trí mà nó đang đứng. Nhá? Giá trị của mỗi quân cờ được tính bằng vị trí nó đứng. Thế vẫn là cái con tốt này, vẫn là ở thế cờ này. Nhưng cái con tốt này bây giờ nó không là cái điểm này nữa mà nó đứng ở đây này. Thì nó có tác dụng gì không các bạn? Lúc này con tốt này và con hậu này nó có bằng nhau được không? Nó lại không bằng nhau nữa. Ôi con tốt ơi, con tốt này tự nhiên ông đứng ở đây làm gì? À, đúng không? Ông vô nghĩa, ông vô dụng, ông không làm được cái gì cả. Nhưng con tốt nó đứng ở vị trí này thì nó lại ngang bằng với con hậu. Cũng là tốt, nhưng ở vị trí này nó bằng được với con hậu, nhưng ở vị trí này thì nó thua con hậu 100% là thua, không thể thắng được. À, không thể hòa được. À, vì vậy mà các bạn lưu ý nhé, mỗi một thế cờ thì nó sẽ có một cái kết quả và một cái đáp án khác. À, mỗi một quân cờ đứng ở một vị trí khác lại có giá trị khác nhau. Đều là hậu, ông đứng ở đây thì vô nghĩa. Đều là tốt, ông đứng ở đây thì vô cùng mạnh, nhưng ông đứng ở kia thì không có ý nghĩa gì cả. À, thế thì cờ vua là mình phải nhận định được cái thế cờ. Mình phải phân tích được con nào là mạnh, con nào là yếu. Là nó vị trí con này nó quan trọng hay vị trí con kia nó quan trọng. Có thể là tôi muốn đổi quân tượng lắm. Nhưng mà tôi nghĩ lại rằng quân tượng của tôi rất mạnh. Cho nên tôi không đổi nữa. À, tôi phải bảo vệ cái con tượng này. Có thể tôi đổi con hậu đi được. Nhưng con tượng thì tôi không đổi. Vì nó đứng đây nó có khả năng tấn công và chiếu mát con vua. Còn con hậu thì không. Chẳng hạn là như vậy. Thì tôi đổi con nào thì tôi phải suy nghĩ, soi xét thật kỹ. À, thế thì cho nên là người ta nói như thế nào này, người ta hỏi một cái câu rất đơn giản cho ông vua thôi. Ông vua ơi, tại sao ông lại giỏi thế? Trận chiến đấu nào ông cũng chiến thắng vậy? Ông có bí quyết gì không? Ông vua chỉ trả lời một câu là tôi chả có cái bí quyết gì cả. Muốn chiến thắng chỉ có một động tác thôi. Đó là chuẩn bị. Chuẩn bị kỹ thì ông thắng, mà chuẩn bị hời hợt thì ông thua. Vậy thôi, kể cả không phải là một trận đánh mà một nước đi. Nếu ông chuẩn bị kỹ, ông suy nghĩ kỹ thì nước đi đó là nước đi mạnh. Còn nếu ông không suy nghĩ kỹ thì nước đi đó của ông trở thành nước đi yếu. À, nước đi sai lầm, nước đi vội vàng. Vì vậy mà trong cuộc chiến cờ vua thì cái sự thông minh và sự chín chắn, cẩn thận, quyết định là ván cờ thuộc về ai? Các bạn nhé, đó, chứ không phải là ông cứ đi xong rồi ông mới tính. Ông đứng ở đến nơi rồi ông mới tìm hiểu. Điều này sẽ dẫn đến là thua cuộc rất là nhanh. À, đấy là cái những cái bài đơn giản. Chúng ta đi đến một cái bài phức tạp hơn một chút nhé. Nó thuộc về cái phần đòn phối hợp một chút xíu. Đây, cô sẽ có một bài tập như sau. Thank you.
À, đây là một cái bài tập mà người ta nói rằng bên trắng đi trước chiếu mát quân vua bên đen trong hai nước. Bài tập như sau. Nó thuộc về một cái đòn phối hợp mà các bạn vừa mới học xong. À, xin lỗi các bạn một chút xíu. Văn Hậu này đang đứng ở sai vị trí. Hậu trắng E6 ạ. Hậu đi E6 chiếu vua. Bây giờ thì che chắn và tiêu diệt chúng ta sẽ không thể thực hiện được, bắt buộc chúng ta phải chạy. Nếu mà quân vua nó sẽ có hai cái cách chạy, nếu mà họ lên đây thì sao các bạn? Hoặc là họ không lên đây mà họ lại sang đây, đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta xét trước là cái việc là nếu họ lên đây thì sao? Nước nào là nước chiếu mát? Các bạn đã chiếu mát được hay chưa? Chúng ta chưa thể chiếu mát nước duy thứ hai này được, chúng ta chỉ có hai nước thôi các bạn nhé. Nhớ là đề bài cho là hai nước. Nếu như thế này thì chúng ta chưa thể chiếu mát trong hai nước được. Chúng ta thấy là những có những cái quân nó đang bị giằng đây này. Đó, nó có những quân nó đang bị giằng. Và đây là thuộc đòn phối hợp. Cho nên các bạn thấy là đòn phối hợp thì phải có thế biến bó buộc, đó là phải thí quân. À, nhất định chúng ta phải thí quân để chúng ta lôi kéo nó vào cái ô bất lợi thì chúng ta mới chiếu mát được. Thế là chúng ta sẽ thí quân vào đâu? Bây giờ nha, các bạn sẽ chụp lại cái bài tập này cho cô. Chụp lại màn hình cái bài tập này. Và các bạn sẽ hoạt động theo nhóm, theo tổ. Mỗi một tổ sẽ tự bàn luận, thảo luận với nhau để đưa ra kết quả của cái bài tập này cho cô nha. Và bây giờ đến phần tiếp theo này, vì thời gian của chúng ta, tiết học này cũng đã chỉ còn một ít thời gian nữa thôi, thì cô sẽ chuyển sang hướng dẫn các bạn về cái phần là ghi chép biên bản trong cái ván cờ của mình. Thế thì khi ghi các bạn về nhà thì bắt buộc là cái việc là các bạn đánh tập ở trên cái phần mềm máy tính ấy, là cô yêu cầu các bạn bắt buộc phải đánh tập và các bạn phải ghi lại cái ván cờ mà mình đang đánh nhá. Ghi lại cái ván cờ đó chứ không được là chụp ảnh. Ghi lại ở chỗ là như này, khi ghi thì các bạn sẽ ghi như thế này.
Đây cô sẽ chia sẻ cái phần này lên và các bạn chụp lại cái bài tập này cho cô được không ạ? Yêu cầu là gì cô? Yêu cầu là bên trắng đi trước, chiếu mát quân vua bên đen trong hai nước. Trắng đi trước, chiếu mát vua đen trong hai nước. Rồi, thế nhá. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến cái phần ghi chép biên bản này, đánh tập và ghi chép biên bản này. Cái phần này là rất quan trọng đối với các bạn để các bạn thực hiện nhá. Thì chúng ta sẽ ghi cái biên bản thi đấu của mình như sau. Về nhà chúng ta sẽ mở máy tính của mình ra, bắt đầu đánh cờ. Đánh cờ với máy, và khi đánh cờ với máy thì các bạn sẽ ghi lại cái ván cờ đó và chuyển vào lớp, vào nhóm trưởng. Tổ trưởng sẽ nộp lại bài cho cô vào trong cái nhóm cờ vua nhá. Trong cái nhóm lớp của chúng ta thì có lớp trưởng này và các tổ trưởng với cô. Đấy, chúng ta sẽ nộp bài vào cái nhóm đấy. Thì các bạn sẽ nộp cho cô cái bài này đầu tiên, đó là ghi chép biên bản. Thế cái phần ghi chép biên bản thì các bạn sẽ thực hiện như sau. Các bạn chú ý nhá, nếu như mà khi chúng ta đánh cờ ấy, ván cờ chúng ta được bắt đầu thì bao giờ bên trắng cũng đi trước và bên đen đi sau, đúng không? Thế thì chúng ta sẽ đi ghi như thế này các bạn này. Cô ví dụ, đây nha, đây là một cái tờ giấy mà quyển vở của các bạn chẳng hạn. Thì các bạn sẽ đánh này, tên là gì? Nguyễn Văn A chẳng hạn. Nha, xong là cầm quân trắng. Thì các bạn có thể là Nguyễn Văn A, thì các bạn ghi trắng ở phía sau cũng được. Nhưng mà các bạn tốt nhất là trắng, các bạn ghi lên phía tên cho cô. Trắng là Nguyễn Văn A. Rồi, đen, sang xuống đây các bạn ghi đen là Nguyễn Văn B, hoặc là đen là máy. Rồi, thì bây giờ nước đi thứ nhất các bạn sẽ ghi này. Các bạn sẽ ghi nước đi thứ nhất, đánh số cho cô là nước đi thứ 1 nha, nước đi số 1. Đây, số 1 chẳng hạn. Chấm. Bây giờ nếu mà đi con tốt đi các bạn nhá, đi con tốt là tốt, nó không có tên. Nó không có tên riêng. Nó đứng ở ô nào thì tên của nó ô đó là tốt. Ví dụ E4. À, tốt E4 thì các bạn chỉ ghi là E4. Đứng ở E4 thôi. Nhưng yêu cầu là cái chữ mà dành cho ô cờ thì các bạn ghi chữ thường là E4 như thế này. Bên đen đi là E5 chẳng hạn. E5. Xong. Thì các bạn có thể cách ra khoảng một chút. E4, E5. Đến nước đi thứ hai, chúng ta lại xuống dòng số 2. Bên trắng đi mã F3 chẳng hạn, quân mã là chữ M. Mã F3. F thì là nhỏ, số 3. Đó là quân mã đi F3. Đây là cách ghi tắt. Cách ghi tắt nhé các bạn nhé. Còn ghi mà ghi đầy đủ thì tí nữa cô sẽ này, ghi đầy đủ thì tốt từ E2 lên E4 cơ. Cho nên là các bạn lại ghi là E2 gạch ngang E4 chẳng hạn. Thì cái nước này là cái nước đầu tiên của bên bên trắng. Thì E2, E4 thì đây là người ta sẽ ghi là đầy đủ. Người ta ghi đầy đủ thì người ta ghi như thế này. Đó. Cách ra bên đen là E7, E5. Thì các bạn E7 gạch ngang E5. Thế nhưng mà cái cách ghi nó đầy đủ như thế này thì nó lại dài dòng. Các bạn lại mất thời gian. Vì vậy mà chúng ta gom lại, chúng ta chỉ ghi cái ô mà con cờ nó đến thôi. Là E2, E4 hoặc là E4, E5 chẳng hạn. Đó, thì chúng ta chỉ ghi cái ô mà quân cờ nó đến thôi nhá. Hoặc là mã F3. Rồi, bên đen đi là mã C6 chẳng hạn. Mã C6, ok nhá. Thì cái ghi mà ghi đầy đủ của cái nước này á là như thế này. Mã F3, con F3 này là phải mã từ G1, đúng không? Thì là mã G1 gạch ngang F3. Đó, cái nước đầy đủ của nước bên trắng.
và bên đen sẽ đi là mã C6. Mã C6 này là mã từ B8 lên C6. Mã B8 gạch ngang C6. Đó. Thì đây là cách ghi đầy đủ. Nhưng mà chúng ta thấy là vì ghi đầy đủ nó lằng nhằng quá cho nên cô không bắt ghi đầy đủ mà chúng ta chỉ ghi tắt thôi nhá. Hoặc là đến nước thứ ba là tượng C4, bên trắng đi tượng C4 thì chúng ta ghi ô nó đến thôi. Bên đen đi tượng C5, là tượng C5, ok. Đấy, thế thì cứ như vậy thì các bạn đã sẽ ghi lần lượt nước 4, nước 5, nước 6 chẳng hạn. Đó. Nước 4, rồi hết nước 4 rồi lại nước 5, nước 6, nước 7. Đến hết cả ván cờ của mình thì thôi. Ván cờ của mình đến 50 nước các bạn cũng phải ghi 50 nước. À, đen rồi đến trắng, đen rồi xin lỗi là trắng rồi đến đen, trắng rồi đến đen, trắng đi trước, đen đi sau. Và đây là cách ghi lại cái biên bản mà mình đánh với máy, đánh với bạn, đánh với đối thủ của mình khi mình thi đấu môn cờ vua. Và đây là bắt buộc các bạn ạ. Trong cờ vua thì có 3 nhân tố. Một là các bạn thực hiện nước đi. Hai là các bạn ghi biên bản. Ba là các bạn kiểm soát về thời gian của mình. Đó là khi người ta đặt một cái đồng hồ bên cạnh, giao cho mình 15 phút, mỗi bạn 15 phút trong cái ván cờ này, ông đi nhanh thì ông dừng đồng hồ của ông lại, thời gian của ông sẽ chạy ít, mà ông đi chậm, ông nghĩ lâu, thời gian của ông sẽ chạy nhiều, ông nào hết thời gian trước thì ông đấy sẽ bị thua. Vì vậy là vừa phải nghĩ nhanh, vừa phải nghĩ cẩn thận, vừa phải gì? Phải đi những cái nước cờ mà tốt nhất, hoặc ghi lại cái biên bản của mình trong cái bài này. Vì vậy mà các bạn nhá, về nhà nhiệm vụ của chúng ta là sẽ thảo luận và giải quyết cái bài tập cô vừa mới ra xong. Đó là bài tập chiếu mát vua trong hai nước. Thứ hai là chúng ta sẽ phải đánh với máy nhá, đánh với máy một ván cờ và ghi lại biên bản ván cờ đó cho cô. Đấy, các bạn đã hiểu cách ghi chưa nhỉ? Rồi ạ. Rồi các bạn đã hiểu cách ghi rồi thì chúng ta sẽ đánh tập nhá, xong chúng ta ghi lại và các bạn nộp cái bài ghi đấy thôi. Các bạn nộp cái bài ghi cuối cùng ai thắng ai thua. Nếu mà thắng ấy thì các bạn sẽ ghi là 1-0. Các bạn cầm quân trắng thắng, ví dụ ở ván cờ này Nguyễn Văn A thắng thì là 1-0 nha, vì là Nguyễn Văn A là cầm quân trắng. Nhưng mà bên đen nó thắng thì các bạn lại phải ghi là 0-1. Đấy, đen trắng thì chúng ta lại phải ngược lại là trắng 0 điểm, đen 1 điểm nhá. Đó, thì chúng ta sẽ ghi vào. Còn nếu mà hòa thì chúng ta sẽ là ghi là 1/2, tức là mỗi bên nửa điểm. Ok, thế thì ván cờ kết thúc bằng chữ mát hoặc là chữ hòa. Chiếu mát là 1-0. Hoặc là hòa là 1/2 nhá. Thì đó là những cái mà các bạn về nhà thực hiện cho cô. Đấy, trong cái bài mà chúng ta thử, chúng ta bài làm bài tập ở nhà. Bởi vì nếu mà các bạn làm bài tập về nhà có tốt ý, thì cô kiểm tra, thì khi chúng ta kiểm tra chúng ta mới làm bài tốt được. Các bạn nhớ chưa? Nhá, cô mới nhận xét, chỉnh sửa cho các bạn để các bạn làm bài tốt được. Thì chúng ta sẽ hoàn thành cái phần bài tập về nhà cho cô nhá. Đấy, và hôm nay thì chúng ta đã hoàn thành được cái một nội dung, đó là đòn phối hợp và giải quyết một số bài tập chiếu mát. Sang buổi sau thì chúng ta sẽ học một nội dung mới nữa, đó là tàn cuộc, các nguyên tắc làm thế nào để chiếu mát quân vua của đối phương nhanh nhất khi chúng ta có quân hậu, quân xe, quân tượng, quân mã, vân vân. Thì mỗi một hôm chúng ta sẽ đi theo một cái chủ đề. Buổi hôm trước thì chúng ta đã học về khai cuộc, chúng ta đã đưa thuộc một số khai cuộc cơ bản. Rồi buổi này thì chúng ta đã thuộc một số cái đòn phối hợp. Buổi sau thì chúng ta sẽ thuộc một số khai cuộc, số tàn cuộc cơ bản nhá, để chúng ta kết thúc cái phần lý thuyết của mình cho nó hoàn chỉnh. Rồi bây giờ có bạn nào có ý kiến gì với cô về cái buổi học hôm nay không, cần thắc mắc gì không, hay cần hỏi cô về cái vấn đề gì không nhỉ? Nào có thấy khó không? Ơi
gõ bằng Word, gõ bằng Word luôn để gửi lại cho cô nhá. Đấy, còn nếu mà bạn nào mà không gõ được Word thì các bạn mới ghi tay. Chứ còn tốt nhất là các bạn gõ vào Word thì nó sạch sẽ hơn. Rồi, có ai có ý kiến gì nữa không nhỉ? Ừ? Đã kết thúc giờ học được chưa? Được ạ. À, bây giờ chúng ta đã là 15:30 rồi. Đã hết giờ học rồi thì cô chúc các bạn một tuần mới thật là nhiều niềm vui để học tập và làm việc cũng như là chống dịch nhá. Để chúng ta học tập tốt, có những bài thi tốt. Rồi, cô chào cả lớp nhá. Em chào cô ạ. Em chào cô. Chào cô. Thích dài.